Chào mừng cả nhà đến với kênh Ki Quy Chuyện chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo bộ truyện tiên nghịch tập 170 viêm hỏa dị tinh chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Ki Quy Chuyện nhé. Địa phương Vương Lâm cũng có vài tu sĩ đi qua, cũng có rất nhiều luồng thần thức đảo qua nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện được sự tồn tại của Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân ngồi giống như hòa cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh, tất cả thần thông và ánh mắt rơi xuống đều không phát hiện được bất kỳ sự biến đổi nào ở đây. Khí tức của cả người Vương Lâm đã sớm hòa cùng một thể với thập vạn đại sơn, tuy hai mà một thiên ẩn lôi đã được luyện hóa thành công trong tâm thần vương lâm đã trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên ngay cả địa dung lôi cũng đã được hắn điên cuồng thôn vệ thành công trước đó vài canh giờ lúc này vương lâm đã biết được thời gian cực kỳ cấp bách hầu như hắn không chút do dự hướng về phía luồng sấm sét thứ tư mà thôn vệ nguyên hóa lôi được nguyên lực trong thiên địa ngưng tụ ra dưới nguyên thần sấm sét khủng bố của vương lâm thì sau ba canh giờ nguyên hóa lôi đã ầm ầm run rẩy không thể nào phản kháng sau đó bị vương lâm thôn vệ bên ngoài nguyên thần sấm sét của vương lâm đã có bốn luồng sấm sét xoay quanh nguyên thần của hắn càng lúc càng mạnh tu vi cũng đánh thẳng về phía cánh cửa cuối cùng của toái niết đại viên mãn từ hợp lôi ta đã dùng danh nghĩa sấm sét thiên địa ra lệnh cho ngươi trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên nguyên thần sấm sét vang lên những tiếng nổ ầm ầm luồng sấm sét từ hợp lôi thứ năm đang điên cuồng vùng vẫy luồng sấm sét này cực kỳ quỷ dị ẩn giấu một luồng từ tính đồng thời còn bùng ra một lực lượng bài xích cực mạnh muốn hoàn toàn luyện hóa luồng sấm sét này thì phải mất vài ngày, vì vậy mới chậm rãi làm cho lực bài xích tiêu tán và trở thành một luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên. Nhưng Vương Lâm cũng không có thời gian dây dưa, khi thấy từ hợp lôi này phản kháng dữ dội thì hừ lạnh một tiếng, bốn luồng sấm sét đang bao quanh nguyên thần đột nhiên nổ mạnh, sau đó trực tiếp phóng lên từ hợp lôi, tất cả hóa thành một luồng lực lượng khổng lồ ầm ầm đánh vào luồng lực từ bài xích, những tiếng nổ dữ dội vang lên, từ hợp lôi không thể nào chống cự lại được, nó hơi dãy rụa rồi ầm ầm tan vỡ khoảnh khắc khi từ hợp lôi tan vỡ thì nguyên thần vương lâm há rộng miệng nuốt vào nguyên thần đột nhiên thôn phệ từ hợp lôi vì không phải được tạo thành do luyện hóa mà hấp thu khi tan vỡ nên từ hợp lôi này yếu hơn rất nhiều những luồng sấm sét khác đang bao quanh nguyên thần nhưng vương lâm lại không quan tâm đến nhiều chuyện như vậy sau khi hấp thu luồng sấm sét thứ năm này thì bên ngoài nguyên thần của hắn đã có năm luồng sấm sét điên cuồng xoay chuyển những tiếng nổ ầm ầm vang lên tu vi vương lâm đột nhiên phá tan cánh cửa toái niết hậu kỳ để tiến lên toái niết đại viên mãn khoảnh khắc khi vương lâm tiến lên toái niết đại viên mãn thì nguyên thần trong cơ thể nhanh chóng bành trướng nguyên thần phóng thẳng về phía đạo ý lôi đạo ý lôi này được thiểm lôi tộc sưu tầm trong nội giới dù sao thì chỉ những nhân tài có ý cảnh khủng bố mới ngưng tụ ra đạo niệm và đạo ý lôi này chính là như vậy nếu đạo ý lôi dám phản kháng thì chắc chắn vương lâm sẽ không do dự mà đánh tan rồi hấp thu lúc này nguyên thần của hắn bùng lên khí thế vạn quân khoảnh khắc khi đến gần đạo ý lôi thì luồng sấm sét này lại không dám vùng vẫy trong đạo ý lôi bùng ra một luồng đạo niệm cực kỳ hỗn tạp những đạo niệm này hóa thành hàng loạt hồn phách đám hồn phách này tạo ra cho vương lâm cảm giác cực kỳ quen thuộc bọn họ đều là tu sĩ nội giới đám hồn phách này cũng cảm nhận được đạo niệm của vương lâm tất cả lập tức ngừng tụ lại rồi phóng thẳng vào nguyên thần mà chẳng cần vương lâm thôn phệ đạo ý lôi đã tự động tiến hành quá trình dung hợp một quá trình dung hợp cực kỳ hoàn mỹ sau khi hoàn toàn luyện hoa sáu luồng sấm sét, thì tất cả đều vờn quanh nguyên thần vương lâm tất cả đều nhanh chóng xoay tròn tu vi trên phương diện lôi tu của vương lâm đã đạt đến toái niết đỉnh phong trong đệ nhị bộ hai mắt vương lâm mở bừng ra bên ngoài ký hiệu sấm sét trong mắt phải có sáu luồng sấm sét khác đang xoay tròn những tiếng sấm động ầm ầm liên tục vang vọng bầu trời tu chân tinh vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích vương lâm lập tức cảm nhận được tiếng sấm động ngày hôm nay có chút khác lạ tất cả đều tản thần thức ra tạo thành một con sóng quét ngang thiên địa nhưng không phát hiện được bất kỳ điều gì nếu không phải chân ngôn tộc liều mạng ngăn cản thì đám tu sĩ này đã sớm luyện hóa cả tu chân tinh không thèm để ý đến sinh linh nơi đây dù thế nào cũng phải để vương lâm thò mặt ra những luồng cầu vồng bao phủ cả bầu trời, dù bất kỳ địa phương nào cũng có sự tồn tại của tu sĩ. Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, sáu luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên đã hoàn thành, nhưng đây không phải là mức độ cuối cùng của hắn, nếu muốn lôi bản nguyên được đại thành thì cần phải có ba luồng sấm sét nữa. Vương Lâm chỉ biết còn lại ba loại nhưng không lần ra bất kỳ manh mối nào. Đối với sấm sét bao quanh lôi bản nguyên thì không cần phải đi tìm theo phương pháp cũ, ta nói nó là sấm sét bao quanh lôi bản nguyên thì nó chính là như vậy. Vương Lâm vốn cũng là một người coi trời bằng vung, nếu đã không còn bất kỳ tin tức nào về ba luồng sấm sét còn lại thì hắn chuẩn bị tự mình tạo ra. Ta muốn xem sau khi chín luồng sấm sét bao quanh lôi bản nguyên được đại thành thì tu vi của ta có thể đạt đến mức độ đại thành, đạt đến đệ tam bộ theo lôi bản nguyên hay không? Trong mắt Vương Lâm bùng lên hồng quang, cực cảnh đột nhiên lóe lên rồi xông ra. Cực cảnh hay thiên kiếp cũng là một loại sấm sét. Ta mặc kệ cực cảnh thiên kiếp trước đó là thứ gì, nhưng lúc này ngươi là tia chớp cực cảnh, chính là luồng sấm sét thứ bảy của Vương Lâm ta. Ta là người nắm giữ sấm sét đứng đầu thiên địa, lời nói của ta chính là mệnh lệnh năm tháng với ngươi cực cảnh sấm sét trở về vị trí cũ cho ta dưới thần niệm của vương lâm tia chớp cực cảnh lập tức nổ lên ẩm ẩm nhưng lúc này cực cảnh lại xoay ngược lại phóng vào mắt phải vương lâm khoảnh khắc này đã trực tiếp xuất hiện trong mắt phải cực cảnh đã trở thành luồng sấm sét thứ bảy lúc này bên ngoài ký hiệu lô bản nguyên trong mắt phải vương lâm đã có bảy luồng sấm sét bao quanh một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ trong người hắn bùng ra ngoài lúc này vương lâm đã hoàn toàn dung hợp với thập vạn đại sơn sấm sét bùng ra trên người hấp lập tức khoách tán ra khắp thập vạn đại sơn, sau đó lại khoách tán ra khắp tất cả đại lục trên tu chân tinh. Những âm thanh ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, trên tất cả đại lục của tu chân tinh đang bùng lên số lượng sấm sét vô tận. Luồng sấm sét này không đánh phảm nhân bị thương, nhưng hào quang bùng lên kinh thiên. Vài vạn tu sĩ đang tìm kiếm tung tích Vương Lâm đã bị biến đổi đột nhiên làm cho khiếp sợ và hưng phấn, tất cả lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Có những tu sĩ thái cổ tinh thần đạt đến thiên nhân suy kiếp liên hợp lại cùng với nhau để thần thức tăng mạnh, sau đó lại quét ngang thiên địa lôi oa à, ngươi là mãnh thú ẩn chứa huyết mạch sấm xét có được ý chí sinh linh ngươi đã theo ta nhiều năm dù tu vi không cao nhưng ẩn giấu ý chí nghịch tu cả đời vương lâm ta hôm nay ta lấy danh nghĩa là kẻ đứng đầu sấm xét thiên địa phong cho ngươi làm linh hồn lôi đồ thứ tám trở thành luồng sấm xét thứ tám ta ban cho ngươi tên là huyết mạch lôi ta không thèm quan tâm đến chuyện quá khứ nhưng kể từ hôm nay ngươi có thân phận là luồng sấm xét thứ tám ngươi đã trở thành luồng sấm xét thứ tám tồn tại vĩnh hằng muôn đời khoảnh khắc khi luồng thần niệm mênh mông và khủng bố của vương lâm truyền ra lôi oa đã đi theo vương lâm rất nhiều năm đột nhiên phóng âm ầm từ trong không gian chữ phật ra ngoài lúc này toàn thân lôi oa được bao phủ trong sấm sét nó ầm ầm hóa thành một luồng sấm sét rồi phóng thẳng vào trong mắt phải vương lâm khoảnh khắc khi lôi oa tiêu tán thì một luồng huyết mạch lôi bùng lên trong mắt phải vương lâm lúc này bên ngoài lôi bản nguyên đã có tám luồng sấm sét bao quanh thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược không những chỉ trên mặt đất tu chân tinh này mà ngay cả bầu trời cũng bị sấm sét quét ngang những tiếng nổ ầm ầm điên cuồng bùng ra làm khiếp sợ tâm thần tất cả tu sĩ, lúc này bầu trời cũng có sấm sét, mặt đất cũng có sấm sét, ngay cả hư vô cũng được sấm sét bao quanh, dưới sự thu hút của sấm sét thiên địa làm bùng lên những tia chớp xé toạc không gian, vài vạn tu sĩ đang truy tìm tung tích Vương Lâm đã không còn phấn chấn mà cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, cả đời bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhìn sấm sét nổ vang, ầm ầm mà tâm thần đám tu sĩ trở nên run rẩy, luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm thấy trong thiên địa nhưng cả đời ta nghịch thiên không cam lòng trước vận mệnh muốn trở thành người đứng đầu thiên địa muốn đạp chân lên tất cả phá tan tất cả ta tranh đoạt linh hồn hiền theo với thiên đạo đánh bại năm tháng cả đời đã làm ra rất nhiều chuyện có lẽ cũng gây ra sinh linh đầu thán nhưng ta không thẹn với lương tâm phương lâm ta hành tẩu thiên địa đã hai nghìn năm trong lòng cảm thấy bình thản cái ta cầu chính là tâm nghịch tu cái ta muốn chính là nghịch luồng sấm sét cuối cùng này ta không thể tìm ra được dùng cả đời nghịch tu của ta hóa thành một luồng nghịch lôi luồng nghịch lôi này chưa từng xuất hiện trong thiên địa nhưng hôm nay dùng sinh mệnh của vương lâm ta làm cho thiên địa từ nay về sau xuất hiện thêm một luồng sấm sét thay thế cho luồng sấm sét thứ chín trước đây từ nay về sau trở thành luồng sấm sét thứ chín duy nhất nghịch mệnh lôi trong thần niệm vương lâm bùng lên vẻ điên cuồng và bá đạo hắn đang ngồi khoanh chân đột nhiên đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn trời thân thể hắn thẳng tắp như tùng giống như một cột xương sống nghịch thiên hai mắt lóe lên như điện quang khí thức phóng lên trời vì tâm của hắn mang theo sự phản kháng và vùng vẫy đối với vận mệnh, đối với thiên địa. Những gì 700 vạn thiên địa đã gặp phải đã xóa sạch chút do dự cuối cùng trong lòng ta, thiên địa bất nhân, tu sĩ như ta phải phản kháng, thiên dựa vào gì để bất nhân, dựa vào cái gì để điều khiển hàng vạn sinh linh, dựa vào cái gì để chi phối vận mệnh của ta. Lời nói ầm ầm của Vương Lâm làm cho thiên địa bốn phía cộng hưởng vang lên những tiếng nổ vô tận, tất cả sấm xét hóa thành lôi vực ngập trời âm ầm phóng về bốn phương tám hướng một luồng sấm sét chưa từng xuất hiện trên thế gian từ thời kỳ thiên địa sơ khai ầm ầm sinh ra dưới những lời nói của vương lâm đây chính là nghịch mệnh lôi vô hình vô ảnh người thường không bao giờ nhìn thấy chỉ có những kẻ có nghịch ý thân làng nghịch tu mới phát hiện ra được luồng sấm sét này ầm ầm hàng lâm trong trời đất nó mang theo một sự vùng vẫy dữ dội đối với thiên địa và với vận mệnh khoảnh khắc này luồng sấm sét nghịch mệnh lôi đã phóng vào mắt phải vương lâm những âm thanh ầm ầm vang lên bao phủ bầu trời tất cả tu sĩ đều trợn mắt há mồm một cánh cửa hư ảo đột nhiên huyễn hóa ra cực kỳ khủng bố cánh cửa này vô biên vô hạn bao phủ cả bầu trời giống như nó chính là tinh không thiên địa là khung khi cánh cửa mở ra thì có thể vứt cả thiên địa này vào bên trong đệ tam bộ không đại môn tu sĩ bốn phía lập tức có người phát hiện ra điều kỳ dị này những vẻ mặt tất cả lại biến đổi lớn thân thể run rẩy trong mắt bùng ra cái nhìn không thể tin khi cánh cửa vừa mới xuất hiện thì vương lâm lập tức cảm nhận được trên người mình bùng ra một lực lượng không thể nào miêu tả hình như tất cả mọi vật đối diện với lực lượng này đều chỉ là cho bụi dù không thể nào đánh vỡ nhưng ta vẫn phải thử một lần khoảnh khắc này vương lâm đã không cần phải ẩn thân hắn nâng tay phải xé sách cầm chế ẩn thân hắn đột nhiên phóng ra rồi xuất hiện giữa thiên địa lôi bản nguyên bùng ra những luồng sáng khủng bố chiếu sáng khắp bốn phía khoảnh khắc khi chín luồng sấm sét liên tục xoay tròn xung quanh tạo thành lôi đồ thì vương lâm ngửa mặt lên trời gầm một tiếng dùng lôi bản nguyên của ta phá vỡ tất cả thiên địa đại môn lôi đồ hiện khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mắt phải đột nhiên bùng lên hào quang vạn trượng lô đồ từ bên trong lao ra rồi phóng lớn vạn trượng trước mặt vương lâm lô đồ này phát ra những tiếng nổ ẩm ẩm vừa xuất hiện đã lập tức dẫn động tất cả sấm xét thiên địa nó chính là tồn tại đứng đầu sấm xét là lô đồ mà vương lâm tự mình ngưng tụ ra phá vỡ cánh cửa này cho ta vương lâm gầm lên tức giận hai tay hắn nâng lên giống như điều khiển lô đồ hắn đột nhiên phóng từ dưới đất lên phóng thẳng về phía cảnh cửa trên bầu trời những tiếng nổ khiết sợ quỷ thần lại vang vọng từ xa nhìn lại thì có thể thấy vương lâm đã hóa thành một luồng sấm sét tân thể nguyên thần ý niệm tất cả mọi thứ đều trở thành sấm sét đây là một luồng sấm sét nghịch thiên luồng sấm sét ầm ầm này điên cuồng phóng về phía cánh cửa khổng lồ trên bầu trời càng lúc càng nhanh càng ngày càng gần vài vạn tu sĩ bốn phía vẫn không nhúc nhích tất cả đều sững sờ nhìn tình cảnh này vẻ hoảng sợ đông cứng trong mắt tâm thần bùng lên sóng chấn động nếu mở được cánh cửa này ra thì có thể tiến lên đệ tam bộ đại năng Vương Lâm với tốc độ sấm chớp, ầm ầm đã phóng đến gần cánh cửa trong nháy mắt, những luồng sấm sét khủng bố đánh mạnh lên cánh cửa, những tiếng nổ kinh thiên điên cuồng bán ngược trở lại cuốn động mặt đất, ngay cả tinh không cũng run rẩy, sau đó còn truyền ra khắp cả tinh vực, ta lấy lôi làm chủ, tất cả sấm sét cắt nát thiên địa ngưng tụ lại cho ta. Vương Lâm vừa nói dứt lời thì sấm sét điên cuồng phóng về phía tu chân tinh, đây là sấm sét đến từ những vùng tinh không ngoài trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trong tinh không ngàn vạn dặm xuất hiện những luồng sấm sét vô tận làm cho tinh không hầu như trở thành lôi trì lúc này lôi trì bắt đầu chuyển động tất cả đều dùng tốc độ điên cuồng phóng về phía tu chân tinh vương lâm đang đứng khoảnh khắc này vương lâm giống như trở thành một vòng xoáy khổng lồ thu hút tất cả sấm sét thiên địa tất cả tiến vào trong thân thể và khói động tinh không tạo thành một lôi đồ vài vạn trượng lôi đồ này ẩn giấu những ý niệm không cam lòng của vương lâm khoảnh khắc khi được ngưng tụ ra thì vương lâm ngửa mặt lên trời gầm giống lần thứ ba tiến lên đi những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên lôi đồ vài vạn trượng ầm ầm đập thẳng vào cánh cửa khổng lồ sắp tiêu tán trong tình không khoảnh khắc này thân thể vương lâm chấn động lôi đồ ầm ầm bùng ra rồi tan vỡ một lực lượng trùng kích không thể miêu tả đột nhiên điên cuồng quét ngang về bốn phía vương lâm phun ra máu tươi máu thịt toàn thân nổ tung sau đó lại bị lực lượng trùng kích này cuốn văng ra ngoài cánh cửa khổng lồ sừng sững giữa không trung bị lực lượng sấm sét nghịch mạnh của vương lâm đánh vào cũng phát ra những tiếng nổ khủng bố lúc này đã có một khe nước xuất hiện tuy rất nhỏ nhưng đây vẫn là một khe nứt tuy khoảng cách đến khi cánh cửa mở ra vẫn còn rất xa nhưng lại làm cho vương lâm nhìn thấy hy vọng cánh cửa hư ảo và vô tận trên bầu trời chậm rãi tiêu tán thân thể vương lâm bị lực trùng kích cuốn xuống rơi ầm ầm lên mặt đất sau vài khắc ngắn ngủi cũng không biết trong đám tu sĩ bốn phía là ai hô lên trước nhưng vẫn không có vài người không tránh kịp đám người này bị sấm sét đánh cho phun ra máu tươi thân thể tan vỡ cũng có một bộ phận tan vỡ nguyên thần rồi tiêu tán nhưng nếu chỉ là như thế thì vẫn chưa thể hiện rõ thủ đoạn của vương lâm dù hắn bị thương nhưng đây là hố sâu ngăn cách đệ tam bộ cánh cửa ngăn cách lên cảnh giới không chi đã bị thương tu vi tu lôi của hắn đã đạt đến toái niết đại viên mãn hắn chẳng thèm quan tâm những tên tu sĩ bình thường thập vạn đại sơn ẩn giấu sấm sét hãy hóa thành người vạn phong lôi dùng núi đè ép tuy không thể ép các người chết hết nhưng cũng đủ để vương lâm ta ung dung rời khỏi đây vương lâm cười lạnh rồi vung tay lên hắn thu hút những luồng sấm sét vô tận ầm ầm tàn ra rồi dung hợp vào trong thập vạn đại sơn mười vạn lôi sơn nổ lên ầm ầm rồi mang theo những tiếng hào thét hàng lâm trên đỉnh đầu vài vạn tu sĩ tất cả lôi sơn nối liền thành một mảnh hầu như chi chít che khuất cả bầu trời tất cả đều ầm ầm rơi xuống vài vạn tu sĩ bên dưới lập tức kinh hoàng và tản ra nhưng bốn phía có sấm sét bùng lên làm rối loạn nguyên lực thiên địa điều này làm cho tất cả tu sĩ không thể nào chạy ra ngoài những tiếng nổ kinh thiên vang lên mười vạn lôi sơn đồng loạt từ trên bầu trời đánh xuống một tiếng ầm khiếp sợ quỷ thần vang lên tất cả lôi sơn đều đập thẳng xuống đất một lượt tất cả tu sĩ đều bị đè xuống bên dưới trong đám tu sĩ này có đủ loại tu vi với sức của một mình vương lâm thì không thể nào chống đối được vì vậy hắn mới mượn lực lôi sơn để trấn áp đám người này xuống dưới nhưng đám tu sĩ lại phản kháng và vùng vẫy làm lôi sơn phát ra những tiếng nổ ầm ầm và hầu như muốn tan vỡ lúc này những lôi sơn do thực vạn đại sơn hóa thành lập tức run dày hàng loạt khối đá từ trên đỉnh núi chóc ra hình như lúc nào cũng có thể nổ tung để đám tu sĩ bị đè bên dưới thoát ra ngoài vương lâm nở một nụ cười lạnh lẽo đồng tử mắt phải lại lóe lên lôi quang, lôi đồ lại được ngưng tụ ra một lần nữa. Khi lôi đồ xuất hiện thì lập tức hấp dẫn sấm sét thiên địa. Vương Lâm nâng tay phải lên rồi điểm một chỉ thì lôi đồ phóng xuống rồi ầm ầm phân tán trên đỉnh thập vạn đại sơn, giống như Vương Lâm đang dùng ký hiệu để chính thức tạo ra trấn áp, dùng 10 vạn lôi sơn trấn áp vài vạn tu sĩ. Hành động lần này đủ để Vương Lâm một đòn thành danh. Sau khi lôi đồ hàng lâm thì 10 vạn lôi sơn bên dưới đã không còn run rẩy mà trở nên cực kỳ chắc chắn. Dưới chân núi mà hồ truyền lên những tiếng gầm giống, nhưng dù bọn họ làm thế nào cũng không thể phá vỡ được trận pháp áp chế trong thời gian ngắn lúc này vẻ mặt vương lâm cực kỳ tái nhợt đầu tiên hắn bị thương khi tấn công cánh cửa tiến lên cảnh giới không chi sau đó hắn lại chèn ép vài vạn tu sĩ lúc này vốn cũng đã kiệt lực đây chỉ là giai đoạn bắt đầu của quá trình thái cổ tinh thần đuổi giết vương lâm ta nơi đây không nên ở lâu thân thể vương lâm lóe lên rồi trực tiếp tiến một bước về phía trước xúc địa thành thốn bùng ra những con sóng gợn vương lâm biến mất giữa thiên địa lôi bản nguyên đại thành cũng không thể phá vỡ vách ngăn tiến lên đệ tam bộ không thể làm cho cánh cửa không chi mở ra được hình bóng vương lâm xuất hiện trong một vùng tinh không vừa mới hiện ra thì hắn lập tức tiến về phía trước một bước nhưng nếu một luồng bản nguyên đại thành không thể làm gì được thì ta sẽ dùng hai bản nguyên đại thành để đánh vỡ vách ngăn nếu hai luồng vẫn không được thì ta không tin sau khi năm luồng đều đại thành không phá vỡ được cánh cửa không chi đến lúc đó ta sẽ trở thành đệ tam bộ đại năng dù trong đệ tam bộ đại năng cũng là một cường giả trong mắt vương lâm bùng ra hàn quang và vẻ kiên định Thân thể hắn biến mất trong tinh không, Kỳ Vương Lâm rời khỏi tu chân tinh chân ngôn tộc, không lâu thì lôi quang bùng lên trên Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời còn có những âm thanh loẹt xoẹt, những tiếng gầm giống của vài vạn tu sĩ cũng càng ngày càng yếu giống như đã hoàn toàn bị phong ấn, dần dần đã không còn bất kỳ âm thanh nào được truyền ra. Lôi đồ phân tán ra trên Thập Vạn Đại Sơn lại bùng lên những lồng u quang, còn mơ hồ ẩn dấu uy lực thiên địa, một lúc lâu sau, trên hư không Thập Vạn Đại Sơn lại bùng lên những lồng u quang, còn mơ hồ ẩn dấu uy lực thiên địa, một lúc lâu sau trên hư không thập vạn đại sơn đột nhiên xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo bên trong có một người đi ra đây là một người đàn ông trung niên mặc một bộ y phục xanh khoảnh khắc khi hắn xuất hiện thì đồng tử trong mắt chợt co rút lại cũng không phải đưa mắt nhìn xuống thập vạn đại sơn mà chuyển lên bầu trời nơi đây vừa xuất hiện không môn đúng vậy đây là khí tức không môn hoàn toàn là không môn vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên cực kỳ âm trầm hắn nhìn chằm chằm lên bầu trời giống như đang tìm kiếm cái gì đó chắc chắn không môn chưa được đánh vỡ nếu không thì ta sẽ phát hiện ra được tu sĩ có thể dẫn động không môn xuất hiện, thú vị, khó trách trường tôn hội lại hào phóng như vậy, xuất ra một lục phẩm đạo linh để hấp dẫn kẻ khác. Người đàn ông trung niên này chính là phân thân của Tư Mặc Tử, Tư Mặc Tử cũng không nóng vội mà chỉ nhàn nhã đi đến đây, hắn cũng không thèm quan tâm đến chuyện bắt giữ hay giết chết đối phương, nhưng lúc này tình cảnh trước mắt lại cực kỳ khác biệt làm cho hắn trở nên ngưng trọng. Tư Mặc Tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này lại chuyển mắt nhìn xuống đất, nhìn thập vạn đại sơn, lúc này đồng tử trong hai mắt hắn lại co rút rồi hít vào một hơi thật sâu hắn nhìn chằm chằm vào thập vạn đại sơn vẻ mặt lại càng trở nên hương trọng người này là lôi tu hắn dùng lôi tu để phóng lên đệ tam bộ đại năng từ xưa đến nay lôi tu là những tu sĩ khó tiến lên đệ tam bộ nhất lôi chính là lực lượng thiên địa được thiên đạo khống chế dù là thiểm lôi tộc thì sau biết bao nhiêu đời cũng chỉ có một người tiến vào hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở không biết sơ kỳ mà thôi nhưng người này mà nổi giận thì lập tức bùng lên sấm xét thiên địa cũng đủ làm cho không biết trung kỳ cực kỳ đau đầu hèn gì tên này tiêu diệt cả thiểm lôi tộc sợ rằng mục đích của hắn chính là luồng sấm sét bất diệt sau khi thôn vệ sấm sét bất diệt hắn mới có thể dùng lực lượng sấm sét để làm cho không môn xuất hiện vẻ mặt tư mặc tử trở nên cực kỳ âm trầm hắn giống như đã phân tích được toàn bộ đáng sợ là sau khi người này đánh thẳng lên không môn lại có thể dùng lực lượng sấm sét dung hợp vào trong núi tạo thành lôi sơn chấn áp vài vạn tu sĩ phương pháp này loại người có thể làm ra hành vi này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường tất cả mọi thứ đều đã được người này tính toán rất chu đáo như vậy mới có thể ung dung rời khỏi đây tư mặc tử hít vào một hơi thật sâu trong mắt hắn bùng ra những luồng sáng kỳ dị nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với vương lâm truy sát cổ thần đã làm cho ta hưng phấn nhưng hiện giờ truy sát loại tu sĩ mức độ này mới tốt được lắm tư mặc tử cười lên ha hả hắn cũng không thèm mở phong ấn cho vài vạn tu sĩ dưới thập vạn đại sơn mà xoay người bỏ đi nhưng khoảnh khắc khi tư mặc tử định phóng đi thì thân thể lại đột nhiên chấn động hắn đứng lặng người dùng ánh mắt cẩn thận nhìn về phía tinh không mà trước đó đã huyễn hóa ra không môn không đúng lần đầu tiên vẻ mặt tư mặc tử lộ ra vẻ kinh hoàng không thể nào tin đồng thời còn cực kỳ hãi hùng không không có khí tức lực hương hòa tư mặc tử ngây người một lúc lâu sau đó tay phải hắn vung lên cuồng phong chợt bùng lên trong thiên địa dần dần tất cả tạo thành một hình ảnh khổng lồ hình ảnh này rõ ràng lộ ra tình cảnh ba lần vương lâm tấn công không môn sau đó lại dùng thực vạn đại sơn để trấn áp vài vạn tu sĩ tư mặc tử ngơ ngác nhìn tất cả mọi tình cảnh vẻ mặt hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch. Hắn, hắn không cần sử dụng bất kỳ lực lượng hương hỏa nào, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có chút khí tức hương hỏa hắn không dựa vào hương hỏa, chỉ dựa vào bản nguyên đại thành mà làm cho không môn xuất hiện. Việc này, điều này chưa từng nghe nói, hơn nữa hắn còn làm cho không môn xuất hiện khe nứt, điều này sao có thể được? Kẻ nào có thể không cần lực lượng hương hỏa mà làm cho bản nguyên đại thành, có thể không sử dụng lực lượng hương hỏa để huyễn hóa ra không môn được chứ? Vẻ hoảng sợ trong mắt tư mặc tử dần được che giấu trong mắt chỉ còn lại một mảnh âm u, hắn tiến thẳng về phía trước một bước, dùng tốc độ gấp mấy lần trước đó mà đi truy tìm dấu vết của Vương Lâm, nhanh chóng truy đuổi. Đúng lúc này, khoảnh khắc khi lôi bản nguyên của Vương Lâm đại thành, khoảnh khắc khi không môn được mở ra thì trong thái cổ tinh thần, trên núi Lam Sơn trong Lam Ti tộc, Lam Mộng Đạo Tôn khẽ vớt lên cây đàn cổ nhưng bàn tay lại đột nhiên run lên bần bật, lão ngẩng đầu lên rồi vung tay áo trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lý Thiến Mai đang khoanh chân ngồi một bên nhìn cha mình, vẻ mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, cũng không nói lời nào nhưng trong mắt đã không còn mê man mà lộ ra vẻ thanh tình, giống như lúc này nàng đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Lý Thiến Mai khẽ đứng thẳng người lên rồi cũng đi ra ngoài. Khoảnh khắc khi Lam Mộng Đạo Tôn bước ra khỏi phòng thì vung tay phải lên trời, sau khi bấm pháp quyết thì bầu trời lập tức bùng lên làm quang vô tận, làm quang vạn trượng nhanh chóng ngưng tụ lại rồi đột nhiên xuất hiện và hình ảnh. Hình ảnh trên bầu trời chính là ba lần Vương Lâm đánh lên không môn. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên trời, lão cẩn thận nhìn lại, sau đó vẻ mặt lại càng trở nên ngưng trọng cuối cùng thì chỉ còn lại nổi khiếp sợ. Những loại biểu cảm này đúng là vạn năm hiếm thấy đối với Lam Mộng Đạo Tôn. Làm người, xem thử một người, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Một lúc lâu sau khi Lam Quang tiêu tán, nhưng trong mắt Lam Mộng Đạo Tôn vẫn bùng lên cái nhìn không thể nào tin. Cha có thể tiếp tục sai, không ai có thể nhìn thấu tương lai của Huỳnh ấy cả. Dù cha là một trong thái cổ ngũ tôn cũng không thể làm được. Lý Thiến Mai nhìn hình bóng người đàn ông Nghịch Thiên đang đánh lên không môn rồi lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng nói, con, đang trách cha sao? trong mắt lam mộng đạo tôn bùng lên cái nhìn phức tạp lão nhìn về phía con gái của mình lý thiến mai lắc đầu rồi khẽ nói trí nhớ của con vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn chỉ có một vài phần mà thôi như vậy đã là quá tốt rồi nếu như con có thể thật sự quên được huynh ấy thì cũng coi như cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nhưng con đã nhớ được một phần vì vậy con sẽ không buông tay khi trí nhớ của con hoàn toàn khôi phục con sẽ đi tìm huynh ấy trong thái cổ tinh thần một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ nước trong tinh vực phiêu miễu tộc chính là nơi mà cô gái hắc y tính ra vị trí của vương lâm nàng vốn đang quanh chân thổ nạp nhưng khoảnh khắc thì vương lâm làm cho không môn nàng vốn đang quanh chân thổ nạp nhưng khoảnh khắc thì vương lâm làm cho không môn huyễn hóa ra thì rất nhiều hoa cỏ trên hòn đảo đột nhiên héo rũ sau phút chốc đã hoàn toàn suy tàn lúc này hồ nước bên ngoài hòn đảo cũng bùng lên những ngọn sóng dữ dội mơ hồ tạo thành một vòng nước xoáy khổng lồ và liên tục cào thét cô gái hắc y mở bừng cặp mắt ra trong ánh mắt bùng lên cái nhìn khiếp sợ một là hoa giữa nhị tàn hai là sóng nước thét gào cuộn quanh ba là sấm sét lên thành bốn là biển lửa răng răng ngập trời năm là đảo nhỏ chia lìa sáu là xương cốt tổ tiên tan tành khoảnh khắc khi cô gái hắc y nói lên điều này thì bầu trời đột nhiên chấn động và nổ vang một luồng sấm sét trực tiếp hàng lâm luồng sấm sét này làm cho hồ nước bên ngoài hòn đảo nổ lên những tiếng kinh thiên động địa vẻ mặt cô gái hắc y chợt biến đổi lớn chín quẻ mà tổ tiên truyền xuống lúc này lại xuất hiện ba quẻ trong thái cổ tinh thần trên một vùng tinh vực có rất nhiều tu chân tinh hầu như tu chân tinh ở đây xếp chi chít nhau không dưới mấy ngàn hầu như vô biên vô hạn nơi này cũng cực kỳ có danh tiếng trong thái cổ tinh thần được gọi là điên lạc địa tất cả do 372 bộ tộc nhỏ tạo thành vì vậy mà nơi đây cực kỳ đông đúc và cũng cực kỳ hỗn loạn cũng vì hỗn loạn mà nơi đây là chiếc nôi cho những tên phản đồ của bộ tộc lớn hoặc là những kẻ đã trêu chọc vào kẻ địch hùng mạnh dần dần người vào đây càng ngày càng nhiều cuối cùng trở thành một lực lượng không thể xem thường trong thái cổ tinh thần. Trường Tôn Hội vốn không cho phép một địa phương như vậy tồn tại trong thái cổ tinh thần, vì nơi đây chứa chấp rất nhiều phản đồ cho nên bị khắp các bộ tộc cam thù. Nhưng những năm qua rất ít có kẻ nào dám phát động tấn công vào địa phương này. Hai vạn năm trước nghe nói có một đại tộc đuổi giết phản đồ và nhìn thấy tên kia phóng vào nơi đây thì đám người đuổi giết trực tiếp tiến vào trong. Nhưng khoảnh khắc khi đám người tiến vào thì lập tức có một luồng cuồn phong từ hư vô phóng tới và quét ngang đám người đại tộc gần ngàn tu sĩ đuổi giết đến tận đây bị tan vỡ thân thể, nguyên thần cũng diệt vong. Đây chỉ là một nguyên nhân, trong truyền thuyết đã từng nhắc đến chuyện một trong thái cổ ngũ tôn là cầu thiên ma tôn đã từng âm thầm lẻn vào nơi này nhưng cuối cùng cũng bị trọng thương mà rút lui. Sau đó cầu thiên ma tôn đã lập lời thề độc, cả đời sẽ không tiến vào địa phương này nửa bước. Còn có một chuyện khác, vạn năm trước trường tôn hội cũng từng truy đuổi một người, nghe nói kẻ này đã trộm một loại pháp bảo gì đó của trường tôn hội, nhưng tên này bị đuổi giết lại trốn vào trong đền lạc địa. Dù là trường tôn hội cũng cực kỳ kiêng kỵ, sau khi thương lượng và thỏa hiệp thì tạo ra giao ước trăm năm, cuối cùng thì rút lui. Tất cả mọi chuyện đã tạo ra cho vùng đất điên lạc địa này một tầng thần bí, hiếm có người nào biết được tất cả bí mật bên trong nhưng lại có rất nhiều tu sĩ vì những nguyên nhân khác nhau mà lén lút tiến vào đây nhờ che chở. Dần dần điên lạc địa này trở thành một địa phương cực kỳ náo nhiệt dùng để giao dịch vật phẩm và các loại công pháp ở thái cổ tinh thần. Tất cả các giao dịch nơi đây đều thành công. Lúc này trong điên lạc địa, trong một tu chân tinh không có linh khí, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong một động phủ động phủ này chiếm gần nửa ngọn núi, trong đây chỉ có một mình Vương Lâm, tiến vào điên lạc địa cũng là một quyết định trước đó của Vương Lâm. Sau khi thôn phệ rất nhiều ký ức truyền thừa của người Thái cổ tinh thần thì hắn đã sớm biết đến địa phương này, đặc biệt là đối với những người bị truy nã thì nơi đây chính là địa phương an toàn nhất, dù sao địa phương này cũng không thuộc vào quyền khống chế của trường tôn hội, dù Thái cổ tinh thần lệnh cũng không chuyển vào đến nơi đây, hơn nữa nơi đây cũng không phải cực kỳ an toàn, nhưng trong Thái cổ tinh thần này làm gì còn chỗ nào giống nơi đây, bất cứ lúc nào cũng bị người ta đuổi giết sau này sợ rằng ngay cả đệ tam bộ đại năng cũng ra tay vì vậy đi nơi nào thì có khác gì nhau liên lạc điện này chỉ nhận pháp bảo và đan dược càng là những thứ quý hiếm thì càng tốt thậm chí còn buôn bán cả nguyên tinh sau khi phương lâm đến đây thì lấy ra một ít đan dược để đổi lấy một động phủ và thời gian trăm năm sau vài ngày phương lâm vẫn liên tục ngồi thổ nạp trong động phủ đồng thời còn nuốt vào đan dược để chữa thương dần dần tình trạng vết thương đã khôi phục lại rất nhiều còn thân thể vì thân thể cổ thần rất mạnh nên mọi thứ vẫn chuyển biến tốt đẹp và một ngày Vương Lâm đang nhắm mắt định thân thì vẻ mặt khẽ biến đổi rồi chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này cánh cửa chính của động phủ dần được mở ra, có một người bước vào rất nhanh. Chủ nhân, ta đã hỏi thăm rồi, đan dược nơi này giá trị cao nhất, vượt qua pháp bảo. Thậm chí nơi này còn có buôn bán con rối. Tuy rằng tu vi của con rối không cao nhưng lại cực kỳ đắt hàng, chỉ cần hạ thần thức là có thể tùy tâm khống chế. Trung Đại Hồng mang theo hưng phấn, cuống quyết mở miệng. Vương Lâm sau khi tới nơi này liền thả Trung Đại Hồng ra, cho hắn đi sưu tầm tin tức ở nơi này dù sao thì trung đại hồng cũng là người của thái cổ tinh thần ra ngoài tìm hiểu sẽ không khiến cho người ta hoài nghi hơn nữa nơi này chưa nghe nói tới chuyện thái cổ tinh thần lệnh chủ nhân có thể yên tâm sau khi thả trung đại hồng ra vương lâm từng thi triển thần thông xem xét tâm tính người này dù sao thì vương lâm đã hủy diệt thiểm lôi tộc mà trung đại hồng này là người của thiểm lôi tộc không biết là hắn suy nghĩ gì nhưng khiến cho vương lâm kỳ dị chính là trung đại hồng đối với thiểm lôi tộc lại chẳng có chút cảm tình theo hắn thấy thiểm lôi tộc cũng không có trợ giúp gì cho hắn ngược lại vì chuyện lôi tinh mà thường xuyên phải cống hiến thậm chí cho tới ngày nay tất cả tu vi của trung đại hồng đều dựa vào bản thân hắn tộc nhân hắn gặp qua toàn là những kẻ vô tình chẳng có chút cảm giác gì cho nên sau khi biết được đi theo vương lâm cường đại trung đại hồng không chút do dự rời khỏi thiểm lôi tộc mà thiểm lôi tộc tuy rằng dị diệt nhưng tộc nhân trong mấy vạn năm qua rời khỏi tộc ra ngoài sinh tồn không ít ở nơi này xuất hiện người của thiểm lôi tộc cũng không có gì là lạ còn dối sao vương lâm nhẹ giọng nói Trung Đại Hồng run rẩy tinh thần, vội vàng nói, hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối, nếu không, lão già chưa nói hết lời, đồng tử hai mắt lập tức co rút lại, nhìn chằm chằm về phía trước, Trung Đại Hồng ngẩn ra, nhưng lập tức ra đầu tê tái, không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau, nhanh chóng bỏ chạy, một tiếng hử lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau, nhanh chóng bỏ chạy, một tiếng hử lạnh vang lên trong thiên địa, ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau Trung Đại Hồng lao tới một đạo đánh thẳng vào lão giả khô gầy người này căn bản không có chút sức phản kháng nào trong tiếng kêu thảm thiết liền bị bắt một luồng hấp quang khác trong nháy mắt đuổi theo trung đại hồng trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn sắc mặt trung đại hồng lập tức nổi lên hắc khí phun một ngụm máu tươi hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy thân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầu trời biến ảo ra lạnh lùng nhìn thoáng qua trung đại hồng đang bỏ chạy xoay người chụp lấy lão già khô gầy đã hôn mê biến mất về phía đại địa của ám hạt tộc sắc mặt trung đại hồng tái nhợt Nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến hắn biết được sự hung hiểm ở nơi này thiểm lôi tộc không thể so sánh được. Đàn dược đã lộ ra rồi, ôi, việc này mình làm sai rồi, phiên tới trương đạo hữu không nói, lại suýt được khiến bản thân gặp đại họa. Trung đại hồng hầu như dùng hết tốc độ, lóe lên liền bay về phía động phủ của Vương Lâm. Tu vi, nếu ta có tu vi cường đại như hứa lập quốc kia thì những chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Trung đại hồng ta nhất định phải trở nên cường đại. Trung đại hồng cắn răng, mang theo sự bàng hoàng, một lúc lâu sâu trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của vương lâm bước vào ngọn núi này trung đại hồng lộ ra vẻ khổ sở thân thể thoáng một cái liền tiến vào trong động phủ vừa rơi xuống liền phun một ngụm máu tây vương lâm đang ngồi khoanh chân thổ nạp nhưng trong nháy mắt khi trung đại hồng tiến vào thì hắn liền mở bừng hai mắt ánh mắt lóe lên nhưng hai ngọn đèn rơi vào người trung đại hồng từng luồng hương thơm tỏa ra tràn ngập động phủ trung đại hồng nhìn đan dược nuốt nước bọt một cái vội vàng cung kính tiếp nhận cầm lấy đan dược Trung Đại Hồng mang theo nụ cười A-dua, thấp giọng nói, chủ nhân, nơi này có có giao dịch lô đỉnh, có cần tiểu nhân đi, Vương Lâm nhướng mày, Trung Đại Hồng vội vàng ngậm miệng, cười khan rồi nhanh chóng rời đi, đi ra khỏi động phủ, một cơn gió thổi qua, quần áo sau lưng Trung Đại Hồng đã ướt đạm ở bên cạnh Vương Lâm có nhiều lợi ích nhưng vừa rồi Vương Lâm trao mày lập tức khiến cho Trung Đại Hồng giật mình, đối với Vương Lâm, hắn cực kỳ sợ hãi trong không gian chữ vật của chủ nhân có tên hứa lập quốc quá mức ghê tởm hắn ỉ và tu vi cao hơn mình mà nhiều lần khi nhục mình Việc này Trung Đại Hồng ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn cũng có ngày tu vi lão tự đủ rồi, lập tức khiến cho hứa lập quốc hắn đẹp mặt, hừ hừ, chỉ cần hầu hạ chủ nhân thật tốt, ngày đó không còn xa, hắn ở nơi này đã mấy ngày, dựa vào thần công vô địch mà tính cách cơ trí đã quen biết với không ít tu sĩ cấp thấp ở nơi này, giờ phút này vừa đi chưa được bao lâu đã tới ngoài một sơn cốc, Trung Đại Hồng dừng lại, cao giọng ôm quyền nói, trường lão ca, trung mỗ xin bái phỏng, sơn cốc này tất u tĩnh, bên trong tràn ngập những thứ thực vật nhọn hoác, thoạt nhìn có vẻ hơi hoang vu, âm khí tràn ngập, trên mặt đất còn không ít xương cốt thú vật vung vãi, dường như là dựa theo một trận pháp nào đó dao động, bên trong sơn cốc có một tòa động phủ, động phủ này không có cửa mà chỉ có một đám sương mù màu đen tràn ngập, không thể thấy rõ bên trong, Trung Đại Hồng vừa dứt lời, một chàng cười khẳng khạc quái dị từ trong đám sương mù truyền ra, ngay sau đó, sương mù mạnh mẽ cuốn ra phía ngoài, tràn ngập bầu trời, cùng lúc đó, một lão già mặc hắc bào, thân hình khô gầy từ trong động phủ bước ra mái tóc lão già này rối tung, tay chân gầy như chỉ có da bọc xương, hai mắt mơ hồ lộ ra tơ máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, hóa ra là trung lão đệ. Lần trước người nói là trở về phụng mệnh chủ nhân, không ngờ là lại tới nhanh như vậy. Lão già khô gầy này tiến lại gần Trung Đại Hồng, âm trầm mở miệng nói, thân sắc Trung Đại Hồng như thường, mỉm cười lật tay phải, đưa ba viên đan dược phương lâm cho hắn, trực tiếp bắn về phía lão già khô gầy. Hai mắt lão già sững lại, lập tức tiếp nhận, cẩn thận quan sát thần sắc hắn liền lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là thượng phẩm đan dược, đúng là rất thích hợp với tu vi của lão phu, cực kỳ khó tìm. Trung lão đệ, thứ này, Trung đại hồng cười ha hả, ôm quyền nói, không sao, loại gian dược này gia chủ của ta cũng đã sớm không thèm coi vào đâu. Tiểu đệ thấy tu vi của Trương đại ca đã dừng lại ở hóa thần hậu kỳ rất lâu, đan dược này hẳn là rất cần nên nhận lấy đi thôi. Lão già khô gầy hít sâu một hơi, không hề khách khí nữa mà vội vàng trân trọng thu lại đan dược này, nhìn Trung đại hồng thấp giọng nói, trung lão đệ tu vi của chủ nhân ngươi chả lẽ là lão già khô gầy này do dự một chút lại hỏi chẳng lẽ là âm dương hư thực trung đại hồng thấy đối phương đúng như mình dự đoán hỏi về chủ nhân lập tức lộ ra vẻ vô cùng cung kính thấp giọng nói chủ nhân của ta tu vi thông thiên kể cả ta cũng không thể biết được nhưng già đã tận mắt thấy ngày cả tu sĩ khuy niết trước mặt chủ nhân của ta cũng một đòn là chết lão già khô gầy kia hít sâu một hơi hắn trong thời gian ngắn cũng không dám phân tích thật giả dù thật hay giả thì người có thể tùy ý cầm loại đan dược này hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc trung lão đệ thật là may mắn đi theo chủ nhân như vậy ngày sau tu vì lão đệ sẽ như diều gặp gió lúc ấy chớ quên giúp đỡ trương mũ một phen đôi mắt lão già khô gầy hiện ra vẻ hâm mộ ô quyền nói việc này có gì đâu lần này trung mũ ra đây thật ra là cũng muốn nhờ trương đại ca hỗ trợ trung đại hồng ôm quyền cười nói lão đệ cứ nói đừng ngại chỉ cần cương mộ có thể làm thì tuyệt đối không có mày lão già khô gầy mở miệng nói hắn mấy ngày trước biết trung đại hồng thế đối phương ra tay rất rộng rãi, hiển nhiên là lai lịch bất phàm, đan dược bán ra lại càng khiến hắn đỏ mắt muốn cướp đoạt, nhưng hắn vốn cẩn thận, sau khi tìm hiểu mới biết là sau lưng đối phương còn có chủ nhân, có thể khiến tu sĩ hóa thân nhận làm chủ nhân thì người như vậy hắn tự nhận không thể đối kháng, cho nên mới nén lòng tham lam. mà Trung Đại Hồng này có thể nói là biếu lão không ít đan dược, dần dần hai người bọn họ có thể coi là trong lòng đều có tư tâm, cũng xem như là quen biết, vốn trong lòng lão xả họ trương này cũng còn có chút nghi ngờ nhưng lúc này khi thấy đối phương xuất đan dược cỡ này thì lại càng biết là chủ nhân của hắn cao thâm khó lường tới mức nào trước đây trương địa ca đã từng nhắc tới con rối tiểu đệ trở về bẩm báo với chủ nhân chủ nhân của ta muốn mua một con rối như vậy trương đại ca cũng biết là tiểu đệ mới tới nơi này đối với chuyện này cũng không quen thuộc mong nhờ trương đại ca chỉ dẫn cho sẽ tiện lợi hơn nhiều sau khi chuyện này thành tại hạ nhất định sẽ có lễ vật tạ ơn ánh mắt trung đại hồng âm thầm lóe lên mang lại nụ cười nhìn về phía đối phương Lão già khô gầy kia khi nghe vậy thì hơi do dự một chút, thấp giọng nói: "Trùng lão đệ, con rối này cũng không rẻ mua, nếu là ở trên chủ tinh thì còn tốt, nhưng giao dịch con rối này là do ám hạt tộc nắm giữ, mà ám mắt tộc này cực kỳ bá đạo, giá cả cao hơn mấy lần, ngươi thật sự muốn mua chứ?" Thấy Trung Đại Hồng gật đầu xong, lão già khô gầy trầm ngâm chốc lát, cắn răng nói: "Được, vậy thì cương bỗ mang người đi một lần." Hắn vừa nói liền đi trước dẫn đường, cùng Trung Đại Hồng bay vút đi. Ở phía tây của tu chân tinh này có một tòa thành trì hoang phế, gạch vỡ khắp nơi, bị một sa mạc bao quanh, liên tục tàn phá nhưng lại cực kỳ náo nhiệt, tu sĩ tới lui đông đảo. Lão già khô gầy này đối với nơi đây hiển nhiên khá quen thuộc, mang theo Trung Đại Hồng rất nhanh tiến vào thành, ở của một đại diện coi như đầy đủ, cẩn cẩn thận cùng Trung Đại Hồng đi vào. Đại điện này nằm ở trung tâm thành trì nhưng bốn phía rất ít tu sĩ, tựa hồ tu sĩ tới nơi này rất kiêng kỵ với đại điện, không dễ dàng bước vào, thường thường đều tản xa, xa, thân ảnh hai người Trung Đại Hồng lập tức bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy trong đó không ít người âm thầm lắc đầu, vừa mới tiền vào đại điện, lập tức thân thể Trung Đại Hồng run lên, cảm thấy một luồng khó âm hẳn ập tới trước mặt, tu vi căn bản không thể ngăn cản, lập tức bị hàn khí xâm nhập cơ thể, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị búa tạm đánh thẳng vào tim, sau khi lùi lại mấy bước liền phun một mụ máu tưới. Lão già kia thì tốt hơn một chút nhưng mặt cũng không còn chút máu, vội vàng quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, hai người vãn bối không có ác ý, chỉ là muốn mua con rối mà thôi, chính giữa đại điện có một pho tượng, toàn thân pho tượng này đen kịt bất ngờ lại là một con bọ cạp khổng lồ con bọ cạp này vô cùng dữ tợn cái đuôi vung lên tỏa ra hàn khí dày đặc khí tức âm hàn khiến trung đại hồng phun máu tươi chính là từ con bọ cạp này lan ra muốn mua con rối sao chỉ bằng hai tên tu sĩ hóa thần nho nhỏ như cái người thì có thể lấy gì một con rối một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ phía sau đại điện có một người bước ra người này mặc hắc y thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi sắc mặt âm trầm ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt ở trên mi tâm không ngờ có tộc ấn hình bọ cạp con bọ cạp này trông rất sống động dường như là vật sống không ngờ lại chậm rãi chuyển động đuôi bọ cạp lắc lư trông tràn ngập cảm giác yêu dị trung đại hồng hít sâu một hơi vội vàng không người đưa ra một viên đan dược phương lâm cho hắn cung kính sao lên thấp giọng nói vãn bối muốn dùng đan dược này đổi lấy một con rối thần sắc nam tử trung niên kia như trước tay phải chụp vào hư không một cái hút đan dược kia tới cầm trong tay tùy ý nhìn nhưng vừa liếc mắt nhìn thì sắc mặt biến đổi không để ý tới hai người trung đại hồng mà đặt trước mũi hít một hơi, sau đó thần thức tàn ra đào qua, đồng tử trong mắt lập tức co rút lại, không ngờ lại là hồn đan. Ánh mắt nam tử trung niên đào qua, rơi lên người trung đại hồng chậm rãi mở miệng nói. Ngươi còn có bao nhiêu viên? Trung đại hồng cười khổ, thấp giọng nói. Còn có một viên, hắn vừa nói, cũng không cần đối phương động tay liền giao đan dược của mình ra. Cầm hai viên đan dược xong, nam tử trung niên đánh giá trung đại hồng, hồi lâu mới thu hồi lại, theo hắn thấy thì đối phương chắc gặp cơ duyên gì nên mới có đan dược bậc này tuyệt đối không nhiều loại đan dược này hay hạt là rất nhiều rồi gật đầu nam tử trung niên vung tay phải lên tộc ấn ở mi tâm lóe sáng trong phút chốc một con rối giống hệt như chân thân hiện ra xuất hiện trước người hắn trên mi tâm con rối này không có tộc ấn thần sắc ngây ngẩn không có nửa điểm linh tính càng không có chút sinh cơ nào chỉ có khí thức âm trầm tu vi hóa thần sơ kỳ hai viên đan dược này của người chỉ có thể đổi lại con rối này hai người các người cốt đi nam tử trung niên xoay người, hướng về phía đại điện bước đi, cho tới khi rời đi, Trung Đại Hồng và lão già khô gầy nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt sợ hãi trong mắt đối phương, Trung Đại Hồng mơ hồ hối hận, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là tới đổi một con rối lại suýt nữa gặp nguy cơ sinh tử, ngay sau đó hắn vội bước lên thu hồi con rối, cùng lão già lập tức rời đi, lại nói về nam tử trung niên kia, sau khi đi vào sâu đại điện này lại có cản khôn khác, bên dưới nền đại điện lại là một tháp cao, Nam tử Trung niên rất nhanh đi tới tầng 2 của tháp, ở nơi này cũng thờ một bức tượng bọc cạp, bên ngoài có một người thanh niên đang ngồi khoanh chân. Thanh niên này thổ nạp dường như hấp thu lực lượng từ pho tượng, sau khi thấy nam tử Trung niên tiến vào liền mở mắt, "Thiếu chủ, vừa rồi có hai tu sĩ hóa thần cầm hai viên đan dược này tới." Nam tử Trung niên này vừa nói vừa vội vàng đem đan dược giao ra, thần sắc thanh niên kia cao ngạo, nhìn thoáng qua một chút rồi chậm rãi mở miệng, "Hồn đan, cấp bậc tầm thường trong có hồn cũng không có gì đáng kinh ngạc." Hai tiểu tu kia bắt lấy một người đã thương một người lưu lại lạc ấn thần thức để xem hắn đi đâu sau này những việc nhỏ này đừng quấy rầy ta nữa thanh niên lại nhắm mắt không để ý tới nam tử trung niên kia nữa nam tử trung niên này khom người vâng lệnh lập tức rời đi trung đại hồng và lão già khô gầy kia vội vã rời khỏi thành trì ở giữa không trung lão già cười khổ nói trung lão đệ ám mắt độc này cực kỳ bá đạo ở tinh không này không ai dám dây vào hôm nay số ta may mắn còn có thể đổi được con rối nếu không lão già chưa nói hết lời đồng tử hai mắt lập tức co rút lại nhìn chằm chằm về phía trước trung đại hồng ngẩn ra nhưng lập tức ra đầu tê tái không cần nghĩ ngợi lùi lại phía sau nhanh chóng bỏ chạy một tiếng hư lạnh vang lên trong thiên địa ngay sau đó hai luồng hắc quang từ phía sau trung đại hồng lao tới một đạo đánh thẳng vào lão giả khô gầy người này căn bản không có chút sức phản kháng nào trong tiếng kêu thảm thiết liền bị bắt một luồng hắc quang khác trong nháy mắt đuổi theo trung đại hồng trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn sắc mặt trung đại hồng lập tức nổi lên hắc khí phun một mụ máu tưới hồn phi phách tán mà điên cuồng bỏ chạy thân ảnh nam tử trung niên ám hạt tộc trên bầy trời biến ảo ra lạnh lùng nhìn thoáng qua trung đại hồng đang bỏ chạy xoay người chụp lấy lão già khô gầy đang hôn mê biến mất về phía đại địa của ám hạt tộc sắc mặt trung đại hồng tái nhợt nguy cơ sinh tử vừa rồi khiến hắn biết được sự hung hiểm ở nơi này thiểm lôi tộc không thể so sánh được đan dược đã lộ ra rồi ôi việc này mình đã làm sai rồi phiên tới trương đạo hữu không nói lại suýt nữa khiến bản thân gặp đại họa trung đại hồng hầu như dùng hết tốc độ lóe lên liền bay về phía động phủ vương lâm tu vi nếu ta có tu vi cường đại như hứa lập quốc kia thì những nguyện này tuyệt đối không thể xảy ra trung đại hồng ta nhất định phải trở nên cường đại trung đại hồng cắn răng mang theo sự bàng hoàng một lúc sau trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện ngọn núi nơi có động phủ của vương lâm bước vào ngọn núi này trung đại hồng lộ vẻ khổ sở thân thể thoáng một cái liền tiến vào trong động phủ vừa rơi xuống liền phun ra một ngụm máu tươi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân thổ nạp nhưng trong nháy mắt khi Trung Đại Hồng tiến vào thì hắn mở bừng hai mắt, ánh mắt lóe lên như hai ngọn đèn rơi vào người Trung Đại Hồng đang lảo đảo. Con dối đâu? Vương Lâm chậm rãi mở miệng, khuôn mặt Trung Đại Hồng không còn chút máu, vừa trầm mặc vừa vung tay phải lên, lập tức con dối liền xuất hiện. Vương Lâm giơ tay phải chụp vào hư không một cái, con dối kia liền trực tiếp bay tới, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đảo qua một cái, cẩn thận quan sát liền lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vật này, một lát sau Vương Lâm thu hồi ánh mắt, vung tay phải lên, nhẹ nhàng mở miệng nói, vết thương trên người người là sao? Trung đại hồng trầm mặc hồi lâu, thấp giọng kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng thấy thần sắc Vương Lâm dần dần âm trầm, cúi đầu khổ sở nói: "Chủ nhân, việc này là do ta lỗ mãng rồi, nếu nắm giữ tin tức của nơi này nhiều một chút thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện như vậy, cũng may là ta lấy được con rối, coi như là hoàn thành yêu cầu của chủ nhân, còn về thương thế của ta thì chỉ cần bế quan một thời gian là có thể khôi phục thôi." Hắn thấy Vương Lâm không nói gì, thần sắc càng thêm âm trầm, trong lòng hắn run lên, thấp giọng nói: "Chủ nhân đến nơi này là để tránh đuổi giết." việc này tiểu nhân có thể nhịn, không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Vương Lâm hử lạnh một tiếng, sắc mặt liền lập tức tái nhật hơn. Thủ đoạn độc ác như vậy, người dù bế quan bao lâu cũng không thể dễ dàng khôi phục. Người này chặt đứt quỹ tích vận chuyển tu vi trong người ngươi, lại còn để lại lạc ấn thần thức, thân thể trung đại hồng, nắm chặt bàn tay nhưng nhanh chóng buông ra, trầm mặc không nói. Ngươi là người của ta, người có thể nhịn nhưng ta không thể nhịn được. Vương Lâm đứng lên, cất bước ra khỏi động phủ. Trung Đại Hồng ngẩng đầu mạnh đầu, kinh ngạc nhìn Vương Lâm, hai mắt đỏ lên, thấp giọng nói, chủ nhân, còn không dẫn đường đi, Vương Lâm vẫn không quay đầu, lạnh lùng mở miệng Trung Đại Hồng hít sâu một hơi, hai mắt lộ sát khí, không chút di dự bước tới, dẫn theo Vương Lâm bay thẳng đến thành trì kia, Vương Lâm ngại tốc độ hắn chậm, di trước phong tay phải lên một cái, dưới sự dẫn đường của Trung Đại Hồng, tốc độ xét đánh ầm ầm vang vọng phá tan thiên đại lao đi tất cả tu sĩ trên tu chân tinh ngay trong tích tắc đều cảm nhận được một sự run sợ tời từ tâm thần thiên địa biến sắc đại địa ầm vang phòng vân cuồn cuộn xoay chuyển gần như chủ trong chốc lát, vương lâm đã mang theo trung đại hồng tới tòa thành trì bị tàn phá kia. hắn buông tay để trung đại hồng tùy ý đứng một bên. trung đại hồng tâm thần phấn chấn, một ngón tay chỉ về phía đại điện ở trung tâm thành trì, thấp giọng nói: chủ nhân, ám hạt tộc đó ở chỗ này. ánh mắt vương lâm như ruốc từ bầu trời đảo qua thành trì phía dưới. trong vòng ba hơi thở, thành trì này bị diệt, ai nấy mau chóng rời đi. tiếng nói của hắn như sấm động, ầm ầm giáng xuống tòa thành bên dưới. âm thanh này hóa thành sóng không khí phát ra tiếng vang kinh thiên động địa cũng làm cho thành trì chấn động mạnh, cát bụi tung bay mù mịt, đám người trong thành sắc mặt đại biến, lại có nhiều người chấn động tới phun máu. giờ phút này không chút do dự điên cuồng dùng tốc độ cao nhất bay ra khỏi tòa thành. nam tử trung niên trong đại điện đang ngồi khoanh chân, bên cạnh là lão giả họ trương sắc mặt tái nhợt, ánh mặt lộ vẻ sợ hãi đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thì lúc này tiếng nói của vương lâm ầm ầm vọng tới. nam tử trung niên kia mở bừng đôi mắt, lộ vẻ kinh hãi thân thể bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đứng lên, không chỉ có hắn, trong bảo tháp ở đại điện, đám tu sĩ của ám hạt tộc đang thôn nạp trên từng tầng thấp cũng đều nhanh chóng mở bừng hai mắt, lộ về khiếp sợ, cho dù là thanh niên trên tầng hai cũng run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, tiếng nói kia xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp đánh tới nơi này, khiến cho cả bảo tháp chấn động. Thời gian ba nhịp thở trong nháy mắt trôi qua, Vương Lâm giơ tay phải lên, nhấn mạnh xuống phía dưới một cái, thiên địa ầm vang, vô tận lôi đình từ bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới hóa thành một lôi võng khổng lồ tràn ngập thiên đại theo cánh tay vương lâm ấn xuống lao thẳng vào mặt đất của thành trì lôi đình vô tận hình thành lưới điện khiến cho tất cả tu sĩ vừa cấp tốc rời khỏi thành trì tâm thần khiếp sợ một tiếng nổ âm vang nổi lên mặt đất chấn động kịch liệt một cơn gió lốc quét qua lưới điện kia hạ xuống khiến cho toàn bộ thằng trì tan nát ngay cả đại điện kia cũng ầm ầm nổ tung cả tòa thành này cũng vì thế mà tan thành mây khói mặt đất lộ ra vô số khe nứt sâu tới hơn trăm trượng bảo tháp ẩn thế giới đất kia lộ ra rõ ràng một nửa, bảo tháp nứt vỡ sụp đổ, lão họ Trương ở bên trong đại điện ngơ ngác nhìn bầu trời, cũng thấy Trung Đại Hồng, tâm thần chấn động ầm vang, hắn, hắn chính là chủ nhân của Trung Đại Hồng. Nam tử Trung Niêm bên cạnh lão già họ Trương lại càng trợn mắt há mồm, chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng là nóc đại điện tan nát, Trung Đại Hồng đi theo sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn và kích động vô cùng là hắn đả thương ngươi sao ngón tay vương lâm chỉ vào nam tử trung niên đứng đó nhìn về phía trung đại hồng trung đại hồng hung ác nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên hung hăng gật đầu cười hung dữ cắn răng nói không sai chính là hắn sắc mặt nam ở trung niên trong nháy mắt tái nhợt hắn hầu như không chút do dự thân thể lùi vụt lại phía sai hai tay vung len bắt quyết lập tức tộc ấn hình bọ cạp ở mi tâm liền nhúc nhích dường như là sống vậy tỏa ánh sáng yêu dị ngay trong tích tắc này thần sắc vương lâm bình tĩnh điểm một ngón tay về phía trước một chỉ này điểm ra thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, từng đợt tiếng sấm rền vang kinh thiên động địa, trên bầu trời này đột nhiên xuất hiện vô tận đôi vân, theo ngón tay Vương Lâm hạ xuống, trong nháy mắt khi nam tử trung niên vừa lui lại từ trên bầu trời đánh thẳng xuống vào đầu hắn, một luồng lực lượng mang tính hủy diệt lập tức từ thiên linh cái của nam tử trung niên này âm âm tràn vào cơ thể, trong tiếng sấm động, thân thể người này truyền ra tiếng nổ bang bang, da thịt tan nát, xương cốt vỡ vụn, nguyên thần trực tiếp bị diệt vong. Tiếng sấm chưa đi, nam tử trung niên này biến mất không còn rất vết, dường như chưa từng tồn tại trên đời vậy tiếng sấm tắt dần bốn phía trong thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh ánh mắt đông đảo tu sĩ vừa thoát khỏi thành trì bị tàn phá này đều lộ ra vẻ vô cùng sợ nhìn về phía vương lâm với vẻ mặt kinh hãi nâng tay phong vân biến động lôi đỉnh giáng xuống trực tiếp đánh cho một tu sĩ âm hư hình thần cầu diệt không để lại nửa điểm dấu vết loại thần thông này đủ để kinh thiên động địa trấn kinh tâm thần tất cả tu sĩ tại đây tạo nên sóng gió ngập trời sắc mặt lão già khô gầy đang bị giam cầm lại càng tái nhợt thậm chí ngay cả hô hấp cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn mọi chuyện, khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trung Đại Hồng thân thể cũng run lên. Hắn ở thiểm lôi tộc tuy đã chứng kiến Vương Lâm phát uy nhưng lúc này khi một lần nữa chứng kiến vẫn có cảm giác sự cường đại của Vương Lâm là không thể đoán nổi. Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa, kể cả lúc này hắn đang bị truy sát, tạm thời phải tránh né ở nơi này, nếu là người khác thì sẽ cố gắng nhẫn nhị, khó có khả năng dễ dàng ra tay. Nhưng Vương Lâm tu vi thông thiên, cả đời trải qua quá nhiều gian khổ nhiều lần trải qua sống chết rồi cho dù là bị kẻ truy sát phát hiện mấy lần thì đã sao cho dù là có khiến kẻ địch cường đại tới thì cũng không phải bởi vậy mà khi người của mình bị đả thương vương lâm lại không hỏi tới cũng giống như lời của hắn trước kia ngươi có thể nhịn nhưng ta thì không thế gian này cũng hiếm có người khiến hắn có thể nhịn lúc này vương lâm đã sớm không còn như trong quá khứ hắn đã trở thành cường giả càng có được trái tim của cường giả có câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh rồng vào bãi cạn tôm nhằn mặt nhưng nói rõ ràng ra thì đó là hổ cam tâm để bị khinh, rồng nguyện ý bị nhần mặt. Nếu chúng không muốn thì ai dám tiến lên, giết nam tử trung niên, việc này cũng chưa kết thúc, nếu đã ra tay thì phải như lô đình, diệt toàn bộ những kẻ liên quan, chân phải phương lâm dẫm một cái về phía mặt đất, bảo tháp liền ầm ầm chấn động, những khe nứt lấy nơi chân phải hắn đạp làm trung tâm ầm ầm lan về bốn phía, trong thời gian ngắn, khắp mặt đất toàn là khe nứt, một tiếng nổ ầm vang, đỉnh bảo tháp liền sụp đổ, trung đại hồng đỡ lấy lão già họ trương, hai người bay lên không trung, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới vương lâm đứng tại nơi tầng đỉnh của báo tháp vừa sụp đổ thân thể trầm xuống trực tiếp tiến vào tầng hai của bảo tháp thân thể hắn vừa hạ xuống bốn phía còn đang tràn ngập đá phụn thì đột nhiên một luồng khí tức hung ác ngập trời bùng lên sát khí điên cuồng bộc phát một tiếng gầm nhẹ từ sâu trong bảo tháp truyền ra cùng lúc đó một tạo u quang lao thẳng về phía vương lâm thần sắc vương lâm như thường trong nháy mắt khi u quang tới gần tay phải tùy ý giờ về phía trước chụp một cái lập tức trước người hắn có một bàn tay khổng lồ biến ảo ra, chụp cọn lấy u quang, mặc cho u quang có dãy ruộng như thế nào cũng không thể thoát được. Trong bàn tay hư ảo kia, u quang lóe lên kịch liệt, trong đó xuất hiện một hạt châu màu tím. Hạt châu này tỏa ra sát khí kinh người, theo quang mang tỏa ra lại càng bộc phát mãnh liệt, ám hạt châu nổ. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, từ trong hạt châu liền có một lực lượng hủy diệt trào ra, ngay lúc muốn nổ tung thì tay phải vương lâm hung hăng vốt một cái. ầm một tiếng, hạt châu trực tiếp nổ tung, bộc phát ra một lục trùng kích cường đại khiến cả tầng bảo tháp này hoàn toàn bị hủy diệt. Trong khói bụi, thanh niên được nam tử trung niên gọi là thiếu chủ kia sắc mặt tái nhợt, thân thể vội vàng lui lại phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ rung động, hạt châu này cũng có chút huyền diệu. Tiếng nói lạnh lùng của Vương Lâm từ trong khói bụi truyền ra, thân thể không có chút thương tích chậm rãi đi ra, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, thanh niên lộ ra thần sắc không thể tin nổi, ra đầu tê dại, cơ hồ hồn phi phách tán hắn cực kỳ rõ ràng uy lực của ám hạt châu nếu bị đánh lén thì đủ để một tu sĩ khuy niết bị thương nhưng đối phương chỉ tùy ý sờ một cái nhận lấy toàn bộ lực lượng của hạt châu không ngờ lông tóc cũng chẳng tổn hao gì loại chuyện này khiến cho thân thể thanh niên run lời bẩy hắn trong tâm trạng hoảng sợ muốn bỏ chạy thì tay phải vương lâm vung lên lập tức một tấm lưới điện chợt xuất hiện tràn ngập toàn thân thanh niên này người này kêu lên thảm thiết mất đi khả năng chống cự không thể thoát ra dường như bị phong ấn vậy lơ lửng giữa không trung vương lâm cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái chân phải lại dẫm lên mặt đất một lần nữa, đi xuống tầng tiếp theo, vừa mới bước nào, tay hắn liền vùng lên một cái, một biển lửa âm âm tràn ra, cuốn lấy hai lão già đang muốn xông lên ở tầng này, hai lão già này bị ngọn lửa táp qua, lập tức thân thể kịch trấn, phun một ngụm máu tươi, cũng bị ngọn lửa xâm nhập vào cơ thể, hình thành phong ấn lơ lửng giữa không trung, đúng là giống loài bọ cạp, chỉ thích sinh hoạt ở những cái khe âm u, lần này còn không chịu chui ra toàn bộ cho ta. Vương Lâm bình tĩnh đi tường bước tiến tới, tiến vào tầng tháp tiếp theo cứ như vậy từng tầng một trong bảo tháp này không ngừng vang lên những tiếng độn ầm ầm và tiếng kêu thảm thiết thê lương càng nhiều tộc nhân ám hạt tộc bị phong ấn vất vào giữa không trung không lâu sau đám người ám hạt tộc lơ lững giữa không trung đã không dưới mười người các hạ khinh người quá đáng ngay lúc vương lâm đang không ngừng tiến vào thì từ tầng cuối cùng chôn sâu trong lòng đất của bảo tháp có một tiếng gầm giận dữ vang lên đồng thời một lực lượng mạnh mẽ âm ầm từ dưới đó hình thành một cơn lốc lao thẳng tới vương lâm cơn lốc này thế như trẻ tre không tiếc hủy diệt bảo tháp này từ tầng cuối cùng ầm ầm oanh kích lên trong thời gian ngắn đã có nhiều luồng khí thức dung nhập vào trong đó hình thành một lực trùng kích cường ngại đảo mắt một cái đã trực tiếp phá vỡ mặt đất của tầng tháp mà vương lâm đang đứng ầm một tiếng đánh lên cơn lốc này hiện ra rõ ràng trước mắt vương lâm nhưng lại là một con bọ cặp màu đen hư ảo lớn gần mười trượng con bọ cặp này là do thần thông biến thành sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới vương lâm ánh mắt vương lâm lóe lên thân thể không lui lại tay phải hắn nắm quyền cổ thần lực toàn thân điên cuồng ngưng tụ ngay trong nháy mắt khi con bọ cạp mười triệu kia tới gần thì tay phải hắn ầm ầm lấm tới nắm đấm vừa vung lên lập tức một hư ảnh cổ thần liền xuất hiện đồng thời đánh ra một quyền ầm ầm va chạm với con bọ cạp một tiếng nổ vang thật lớn trong tích tắc này chấn động thiên địa hóa thành một làn sóng xung kích không cách nào hình dung được quét về bốn phương tám hướng mặt đất ẩm vang ngay cả tu chân tinh này cũng run rẩy vô số bụi đất bốc lên ầm một tiếng bộ phận của tòa bảo tháp lộ ra trên mặt đất dưới chấn động quá mạnh vô số khe nứt xuất hiện mở rộng toàn bộ sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung thậm chí ngay cả một phần vẫn ẩn dưới mặt đất trong tiếng âm vang này cũng sụp đổ, bắn tung lên mặt đất, khiến cho mặt đất dường như bị địa long chuyển mình, tạo thành cuộn sóng cuốn về bốn phía, ầm ầm tràn ra, cũng trong sự sụp đổ này, hơn 10 tu sĩ từ trong tòa bảo tháp bị cuốn ra, đám người này sắc mặt tái nhợt, phun máu tươi, ánh mắt nhìn vương lâm tràn ngập hoảng sợ. Tu sĩ bốn phía đang quan chiến lại vàng vội vàng lui về phía sau, đám người bị cảnh tượng mà cả đời chưa từng gặp lần này làm cho hoàn toàn chấn động trong trung tâm của báo tháp, quần áo vương lâm toàn thân dường như bị cuồng phong thổi qua, mái tóc tung bay, nhưng thân thể vẫn không di chuyển, thu hồi tay phải, cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất, tiếng nói lạnh lùng nói, đã thương người của ta, lại còn dám nói khi người quá đáng sao, người quá yếu ớt rồi, phía dưới mặt đất chỗ vương lâm đứng, giờ phút này lộ ra một lỗ hỏng ước chừng ngàn trượng, bên trong lỗ hỏng này đen kịt, vốn là chỗ của báo tháp lúc này bảo tháp sụp đổ khiến cho hết thảy ở phía dưới lộ ra trong mắt mọi người sâu trong lỗ thủng này trên một tảng đó nứt nẻ có một lão già đang ngồi khoanh chân lão già này thân mặc hắc bào trên áo có một con bọ cạp dữ tợn con bọ cạp này hơi quỷ dị không ngờ có trí đuôi ở mi tâm hắn cũng có ấn ký hình bọ cạp chẳng qua nếu so sáng với con bọ cạp trên áo thì không giống tộc ấn chỉ có bốn đuôi bốn đuôi của con bọ cạp đang rũ xuống tràn ngập mặt lão giả khiến hắn trông có hơi đáng sợ nhưng giờ phú này sắc mặt hắn tái nhợt phun một ngụm mắt tươi, ngẩng phát đầu, ánh mắt lộ ra hung hăng, cả người lập tức lao tới hướng thẳng phía Vương Lâm. Ám hát tộc ta cho dù là một tiểu tộc nhưng cũng là một trong 372 tộc của Điên Lạc. Người hôm nay đối kháng với tộc của gia chính là đối kháng với toàn bộ Điên Lạc. Đến lúc đó thì Điên Lạc đại đế tất nhiên tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Chỉ là thiên nhân đệ nhị suy mà cũng dám nói vậy trước mặt ta. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt như điện, rơi vào trong mắt của lão giả. Lôi quang trong mắt phải hắn chật lóe lên, thiên địa liền ầm vang sắc mặt lão già địa biến trong mắt hắn đã không còn thấy đối phương mà chỉ còn là một đạo lô đình đạo lô đình này từ trên trời giáng xuống xuyên thẳng qua hai mắt mình trực tiếp đánh vào trong tâm thần tâm thần lão chấn động ầm ầm trong nháy mắt tái nhợt lại tiếp tục phun máu tưới thân thể vội vàng lui lại phía sau ánh mắt không thể tin nổi thiên nhân tứ suy đây là tuyệt đối là lực lượng của thiên nhân tứ suy đáng chết ám hạt tộc chúng ta sao lại trêu chọc và lão quái vật như vậy lão già đang muốn lui lại phía sau thì tay áo vương lâm lại vung lên tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái lập tức lão già phát hiện ra thiên địa nguyên lực bốn phía điên cuồng cuộn lên phảng phất trong nháy mắt bị đối phương khống chế hóa thành một lồng giam vô hình từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép về phía mình trong cơ thể hắn vang lên tiếng động bang bang không ngừng đau nhức truyền khắp toàn thân cảm giác như từng đốt xương đều sắp tan vỡ nguy cơ sinh tử trả ngập lão già không dám lùi lại hắn dự cảm chỉ cần lùi lại một bước là bản thân hẳn phải chết giờ phút này hắn không chút suy tư lập tức giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm một cái trong phút chốc tộc ấn ở mi tâm hắn liền nhúc nhích một cách quỷ dị đột nhiên con bọ cạp bốn đuôi trong thời gian ngắn thoát khỏi mi tâm của hắn tung bay về phía trước đòn gió lớn lên trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng bốn cái đuôi vùng lên phát ra những tiếng động ầm ầm con bọ cạp trăm trượng này cực kỳ dữ tợn sau khi xuất hiện liền ngửa mặt lên trời kêu dài bốn cái đuôi hình thành tàn ảnh quất thẳng tới vương lâm lão giả kia còn lo lắng cắn răng chù một cái vào hư không phất mạnh về phía trước đột nhiên một luồng u quang xuất hiện trong thời gian ngắn liền có bốn con rối lớn cỡ trăm trượng ầm ầm lao ra mỗi một con rối đều tỏa ra khí tức tương đương với âm dương hư thực giờ phút này sau khi xuất hiện liền vây lấy phương lâm tất cả con rối nổ cho ta thần sắc lão giả dữ tợn trong nháy mắt giống lên câu này không chút do dự lui lại phía sau phương lâm cười lạnh cũng chẳng thèm nhìn con bọ cạp bốn đuôi và bốn con rồi kia một cái giơ chân bước một bước về phía trước sóng gợn lóe lên cả người hắn liền biến mất lão già kia đang lùi lại nhanh phía sau, nhưng lập tức thân thể run lên. ngay phía sau hắn, thân ảnh vương lâm từ trong hư vô đi ra, tùy ý dơ ngón trỏ tay phải lên điểm lên đầu hắn. bóng ma tử vong tràn ngập tâm thần lão già, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn né tránh như thực lực tranh lệch là vậy khiến hắn căn bản không có thể né tránh, chỉ còn biết chờ mắt nhìn ngón tay nọ điểm vào mi tâm của mình. ngón tay kia chưa hạ xuống thì đã có một luồng khí thức ẩn chứa trong đó ầm ầm đánh sâu vào trong cơ thể lão già. âm, uhm, thân thể lão già chấn động kịch liệt nguyên thần bị một chỉ chấn bay ra ngoài cơ thể, tung bay giữa không trung, ngay cả cử động cũng không dám, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi ngập trời, mơ hồ lộ vẻ cầu xin tha thứ, con bọ cạp bốn đôi kia cũng đồng thời tiêu tan, hóa thành u quanh trở lại nguyên thần của lão giả, hình thành ấn khí, thân thể mất đi nguyên thần vẫy lên một đường cong, rơi xuống mặt đất, máu tươi phun ra, bình một cái nện xuống đất, tạo thành khói bụi mù mịt, lại còn muốn chạy trốn sao? Ngón tay Vương Lâm điểm vào chán nguyên thần của lão giả, chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần khí tức của một chỉ này có thể khiến nguyên thần gia xuất khiếu thân thể trọng thương bay mất nếu một chỉ này điểm trúng thì ta hiển nhiên sẽ hình thành cầu diệt người này không phải là thiên nhân tứ suy nguyên thần lão giả run dày, cuống quyết lắc đầu giờ phút này hắn hầu như đã hồn phi phách tán lực lượng một chỉ kia khiến trong lòng hắn không còn chút ý niệm phản kháng nào một chỉ này căn bản chưa điểm vào mi tâm hắn nhưng như vậy lại càng khiến cho tâm thần hắn run dày. từ nay về sau người ám hạt tộc tôn ta là chủ nhân theo tất cả mệnh lệnh của ta nếu không, diệt toàn tộc, vương lâm thu hồi ngón tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn nguyên thần của lão giả này một cái. Lão giả vừa run rẩy vừa liên tục gật đầu, thấp giọng nói, điên lạc vốn là nơi cường giả phi tôn, có chủ nhân mạnh mẽ như vậy che chở là may mắn của ám hạt tộc chúng ta. Ám hạt tộc ta toàn bộ có 176 người, toàn bộ nghe theo lệnh chủ nhân, không dám không theo, chủ nhân, quyết không thể chỉ nghe theo lời một phía của hắn, phải để cho bọn hắn lấy tộc ấn phát lời thề của tộc Thái Cổ, nếu phản lại sẽ bị tộc ấn cắn trả chết không chỗ chôn vạn cổ tuế nguyệt toàn bộ ám hạt tộc diệt tuyệt đôi mắt trung đại hồng lé lên lập tức mở miệng lão già nghe thầy trung đại hồng nói như vậy thân thể run lên ánh mắt hung ác nhìn trung đại hồng một cái nhưng rất nhanh liền tan biến lộ vẻ khổ sở gật đầu nói được lão phu xin lấy tộc ấn phát lời thề của tộc thái cổ nguyện để ngài làm chủ nhân nếu phản bội sẽ bị tộc ấn cắn trả chết không chỗ chôn trong nháy mắt khi hắn thốt ra lời này trong tộc ấn liền phát ra u quang con bọ cạp bốn đôi kia trông cực kỳ thống khổ, truyền ra tiếng gào thét, sau đó trở nên uể oải, nhưng có một đạo ấn kỳ tăng thương chậm rãi xuất hiện trên người nó, giống như là đóng dấu lên vậy. Tộc nhân ám hạt tộc bốn phía dưới một cái vung tay của Vương Lâm liền mở phong ấn, bọn họ đã thấy hết cảnh tượng trước mắt, ánh mắt nhìn Vương Lâm giờ phút này, gồm cả người được gọi là thiếu chủ kia cũng đều mang theo vẻ sợ hãi, lấy tộc ấn phát lời thề xong, ám hạt tộc tại đến lạc này trở thành bộ tộc thái cổ đầu tiên bị Vương Lâm thu phục động phủ của vương lâm cũng biến thành thánh địa cả ám hạt tộc đám tộc nhân này vây quanh dùng pháp lực khiến cho bốn xung quanh động phủ hình thành sa mạc đem nó trở thành khu vực của ám hạt tộc trên thu trầm tình này lão giả họ trương sau khi thấy được sự cường đại của vương lâm xong tâm thần chấn động quyết định một chuyện nói là gì cũng phải theo trung đại hồng để tạo quan hệ về phần trung đại hồng thì cả người run rẩy lần tu vi hóa thần hoành thành tại ám hạt tộc Vùng Điên Lạc có 372 tiểu tộc, ám hạt tộc chúng ta là thấp kém nhất, chỉ không chế một tu chân tinh vất đi này, tộc nhân cũng rất thưa thớt. Thái cổ tinh thần có trường tôn hội ở Điên Lạc có Lạc Sinh hội, trong Lạc Sinh hội có 13 vị trưởng lão phục trách, bọn họ là người nắm quyền ở Điên Lạc, còn về người mà ta nói trước đây là Điên Lạc đại đế đạt tới bước thứ ba, cũng nhờ có sự tồn tại của hắn mà nơi đây mới không bị trường tôn hội quản lý. Trưởng lão Lạc Sinh hội cũng không phải cố định mà cứ 100 năm lại tiếp nhận một lần khiêu chiến, người thắng có thể trở thành một trong số trưởng lão. Nghe đồn trường tôn hội trong những năm qua đã âm thầm đưa đông đảo tu sĩ vào, muốn đoạt vị trí trưởng lão này nhưng chưa bao giờ thành công toàn bộ trong khi khiêu chiến đều tử vong một cách không rõ ràng. Còn nếu họ không có ý định trở thành trưởng lão lạc sinh hội thì tính mạng không có gì phải lo lắng. Nói tới đây, lão giả ám hạt tộc ngẩng đầu lên liếc nhìn Vương Lâm một cái. Hắn lúc này cung kính đứng trong động phủ của Vương Lâm, nói chi tiết tất cả những gì hắn biết cho Vương Lâm. Về con rối theo lời chủ nhân nói, vật ấy chỉ có trên tinh cầu tương ứng với bộ tộc của trưởng lão lạc sinh hội mới bán. Ám hạt tộc chúng ta cũng đều từ đó mua được, chẳng qua con rối này tu vi càng cao thì càng không dễ mua, tu sĩ tầm thường căn bản không có tư cách mua, chỉ có bộ tộc của Điên Lạc Đại Đế Thần Bí truyền thụ phương pháp chế tạo, cụ thể làm sao chế tạo thành thì chỉ có 13 trưởng lão mới biết trong ám hạt tộc, con rối cao nhất là Tịnh Niết Trung Kỳ, vật ấy giá cực cao, nếu ở bên ngoài Điên Lạc nhất định đổi được không ít pháp bảo và đan dược. Lão giả vừa nói vừa vỗ tộc ấn ở mi tâm, lập tức u quang lóe lên, bên cạnh hắn xuất hiện một con rối hình dạng một trung niên nam tử, thân sắc con rối này chơ chơ, nhìn thoáng qua thì không khác gì người thật, nhưng nhìn kỹ thì lại không có chút sinh cơ toàn thân có vô số phong ấn bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cẩn thận nhìn con rối này, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, điên lạc có con rối toái nít không? Lão giả ra dự một chút, hồi lâu mới thấp giọng nói, có. Tâm thần Vương Lâm chấn động nhưng thần sắc lại bình thản, chậm rãi nói, ồ, như vậy rất có thể có con rối thiên nhân suy kiếp rồi. Lão giả trầm mặc càng lâu, thấp giọng nói, điều này tiểu nhân cũng không rõ, nhưng, nhưng nghe nói là đã có người từng gặp qua con dối thiên nhân suy kiếp chỉ là không biết thật giả ra sao hai mắt vương lâm lóe sáng hắn không ngờ tại điên lạc trong thái cổ tinh thần này lại có chuyện không thể tưởng tượng như vậy con dối thiên nhân suy kiếp chuyện này quả thật là quá mức kinh người rồi nếu ngay cả con dối thiên nhân suy kiếp cũng có thì cũng có thể có con dối bước thứ ba vương lâm không hỏi việc này quá mức hoang đường hắn tuyệt đối sẽ không tin hòa tức tộc có thể lực như thế nào ở đây một lúc sau vương lâm hỏi hải hồn tông thân là thái cổ đại tộc những năm gần đây không ít người tới nơi này, bắt đầu quy mô ước chừng mấy trăm người, đại đế đều biết là họ do hỏa tức tộc phái tới nhưng bởi vì chưa bao giờ tham dự vào chuyện tranh đoạt trưởng lão nên vẫn an toàn. Bọn họ ở chỗ này kết giao với các bộ tộc, giao dịch con rối, âm thầm sưu tầm viêm hỏa dị tinh, một thời gian lại trở về hỏa tức tộc, viêm hỏa dị tinh, ánh mắt vương lâm lé lên, đây là một vật của điên lạc, nghe đồn cũng là điên lạc đại đế mang đến, nghe nói là một trong những tài liệu chế tạo con rối, chẳng qua số lượng của nó không nhiều lắm, rất hiếm thấy. Ta, ở đây cũng có một khối nhỏ, có thể hiến cho chủ nhân. Lão giả ra dự một chút, tay phải lật một cái, xuất hiện đá nhỏ như hạt gạo. Tay phải vương lâm chụp vào hư không một cái, lập tức cầm viên đá trong tay, cẩn thận quan sát. Đồng tử hai mắt chợt co rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Người đi ra đi, sưu tầm tất cả tin tức về hòa tước tộc, rõ ràng chi tiết cho ta. Vương lâm tay lên, lão giả vội vàng cung kính vâng dạ, lùi về phía sau. Sau khi hắn rời đi, đại môn của động phủ ầm ầm đóng lại lại bị Phương Lâm đánh cấm chế lên, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm viên đá màu trắng trong tay, hai mắt phát ra ánh sáng, mơ hồ lộ ra vẻ khất sợ, viêm hỏa dị tinh, hóa ra nó gọi là viêm hỏa dị tinh, năm đó Chu Tước lão thánh hoàng từng nói, từ thánh tông vốn là từ thái cổ tinh thần tới, sau đó mới tiến vào giới nội, lời ấy quả nhiên không giả, viêm hỏa dị tinh do điên lạc đại đế thần bí mang đến, điên lạc đại đế này vì sao lại có vật này, chẳng lẽ, chẳng lẽ, hai mắt Phương Lâm lóe sáng, lại lộ ra vẻ kích động không thể che giấu trong nháy mắt khi lão già của ám hạt tộc xuất ra viêm hỏa dị tinh này thì vương lâm đã lập tức nhận ra vật ấy chính xác mà nói vương lâm đã từng dùng nó chữa thương mấy năm tại chu tước thánh tông trong liên minh tinh vực ở sâu trong mảnh tinh không bị thiêu đốt lơ lửng một hòn đá màu trắng rất lớn đó chính là nơi chu tước lão thánh tông ngồi vật được gọi là viêm hỏa dị tinh tại điên lạc rõ ràng là thứ giống hệt như hòn đá mà chu tước thánh hoàng ngồi chẳng lẽ điên lạc đại đế này có liên quan tới chu tước thánh tông đối với chu tước thánh tông vương lâm có cảm tình nhiều lắm nhưng chu tước lão thánh hoàng có ơn tái sinh đối với hắn cái ơn này quá to lớn vương lâm cả đời này khó mà quên được nhất là việc lão thánh hoàng yên lặng nỗ lực mấy vạn năm lại càng khiến cho vương lâm kính trọng theo hắn thấy lão thánh tông và chủ nhân phong giới là cùng một loại người một người thì thủ hộ tứ thánh tông một người thì thủ hộ toàn bộ giới nội nhìn thấy viêm hỏa dị tinh này khiến cho vẻ mặt vương lâm lộ ra vẻ kích động hắn nghĩ tới lời nói của lão thánh hoàng trước khi qua đời nói với hắn lão phu lỗ vân sinh ra từ thời luyện khí thượng cổ thuở nhỏ là một dược đồng bên cạnh thánh hoàng đời thứ tư được thánh hoàng không che mà truyền cho ta thuật luyện khí khi ta một nghìn ba trăm bảy mươi hai tuổi luyện khí có chút thành tựu đi theo thánh hoàng chứng kiến một khắc huy hoàng của chu tước thánh tông năm lão phu mười vạn một nghìn bốn trăm sáu mươi tuổi hành văn tộc từ giới ngoại tới nhiễu loạn thiên địa chu tức thánh tông chúng ra trợ giúp tiên giới chiến phù văn sau trận chiến này thánh hoàng đời thứ ba và thứ tư đều đi tới giới ngoại khi đó ta chỉ còn cách thay mặt thánh hoàng đời thứ năm ánh mắt vương lâm đặt trên viêm hỏa dị tinh kia đôi mắt lóe sáng theo lời lão thánh hoàng năm đó thánh hoàng đời thứ tư và đời thứ ba đều đi tới giới ngoại kể từ đó không có chút tin tức gì mà điên lạc tại đế lại có được vật của chu tước thánh tông chẳng lẽ thánh hoàng đời thứ tư năm đó đã đi tới điên lạc này nhưng từ thời gian mà suy tính thì có hơi không đúng vương lâm nén kích động trong lòng chậm rãi suy tư nhưng vẫn không thể khẳng định hồi lâu đành thở dài một hơi việc này sớm muộn mình cũng sẽ biết không ngờ là ở điên lạc này lại ẩn chứa bí mật như vậy. Nếu nơi này là nơi thánh hoàng đời thứ tư dừng chân thì tốt, không chừng mình có thể ở nơi này khiến Chu Tức thức tỉnh lần thứ tư, tư thực hỏa quá độ tới hư hỏa, dẫn phát hết thảy độ hỏa của địch nhân, khiến cho địch nhân tự thiêu mà chết. Như vậy thì dù là hỏa bổn nguyên còn chưa viên mãn, nhưng uy lực so với hiện tại sẽ như trời với đất. Mà viêm hỏa dị tinh này năm đó ta nhìn không thấy, nhưng hiện giờ lấy lực lượng Chu Tức ba lần thứ tỉnh của ta lại có thể thấy vậy này trong nháy mắt bộc phát lực lượng hủy diệt thiên địa, ánh mắt vương lâm lóe lên tay phải phất một cái liền thu viêm hỏa dị tinh vào trong không gian chữ vật trong không gian chữ vật của hắn còn một tượng đá tượng đá này là thân thể chu tước lão thánh hoàng biến thành vẫn duy trì động tác điểm vào mi tâm lộ ra về tăng thương thần thức đảo qua bức tượng này vương lâm trầm mặc trong chốc lát lúc này mới đưa mắt nhìn về con rối bên người con rối này là một nam tử trung niên đứng ngay ra đó không nhúc nhích vương lâm nhìn chằm chằm vào nó thần thức ầm ầm lan ra trực tiếp bao phủ toàn thân con rối dường như là vô số cây châm trong phút chốc xuyên thấu vào trong cơ thể nó thần thức vương lâm thông thả dung nhập cẩn thận tìm tòi muốn nhìn ra bí mật trong con rối này thời gian chậm rãi trôi đi thần sắc hắn dần dần trở nên ngừng trọng hẳn lên trong cơ thể con rối này không có huyết nhục mà có những tinh thể kỳ dị tinh thể này dường như là một khối vô cùng mềm mại kết nối với nhau hình thành thân thể con rối này còn về phần não của con rối này cũng là do tinh thể tạo thành chẳng qua lại cực kỳ cứng rắn mơ hồ tỏa ra nguyên lực vô tận ở trong cơ thể con rối còn có một tầng ánh sáng nhu hòa, ánh sáng này cực kỳ cứng cỏi, thần thứ Vương Lâm vừa muốn dò xét lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, triển khai toàn bộ thần thức, hóa thành một cơn gió lốc ầm ầm đánh tới, phá vỡ thân thể con rối, toàn bộ thần thức của hắn có thể hủy diệt hoàn toàn con rối này nhưng lại không có cách nào đột nhập vào tầng phòng hộ kia, thậm chí vừa rồi nếu hắn không lập tức thu hồi thần thức thì tầng phòng hộ ánh sáng đó sẽ lập tức nổ tung, khiến tất cả bí ẩn trong đó tan thành mây khói nhưng không cho thần thức của người ngoài tiến vào. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc ngưng trọng, lộ ra vẻ trầm tư. Con rối này ta cũng có hứng thú. Tay phải Vương Lâm chụp về hư không phía trước một cái, lập tức thân thể con rối bay tới rơi xuống cách người hắn ba thước, khiến cho tay phải hắn rất dễ dàng đặt trên ngực con rối này. Thần thức của hắn lại một lần nữa hiện lên, theo tay phải tiến vào trong cơ thể con rối. Trong tích tắc đang muốn tiếp tục triển khai thì đột nhiên cả người hắn chấn động, khẽ kêu một tiếng, cơ thể con rối này không ngờ lại có kinh mạch vương lâm ở khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần thứ quét qua mới chú ý tới thứ mà vừa nãy không nhận ra trong cơ thể con rối này ngoài thứ thay thế huyết lục kia hắn còn thấy được những kinh mạch hầu như đã ẩn đi và khô héo rất khó phát hiện ra chuyện này ánh mắt của vương lâm liên lục lóe lên hít sâu một hơi cẩn thận xem xét xong liền lộ ra vẻ khiếp sợ đây không phải là con rối mà là tu sĩ đây là tu sĩ không biết dùng phương pháp gì tế luyện sau đó nhưng tụ ra con rối này vương lâm trầm mặc nhìn con rối nọ, bộ dáng con rối chơi chơ, không chút biểu cảm, hai mắt trống rỗng, không có bất cứ sinh cơ và linh tính gì. Phương pháp thay thế huyết nhục bằng khối tinh thể kia cũng khiến mình cảm thấy quen thuộc, dường như là đã gặp ở địa phương nào rồi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Bí ẩn của con rối này nằm ở tất cả trong tầng ánh sáng phòng hộ kia, chỉ có thể thấy rõ bên trong thì mới hiểu được. Thần thức Vương Lâm chợt động, lôi quang trong mắt hắn lé lên, đột nhiên ầm ầm lao ra. Cả động phủ trong thời gian ngắn đã tràn ngập lôi quang, phát ra tiếng sấm vang trời hướng về bốn phía khoách tán đi chấp lé liên hồi sấm động kinh thiên cũng theo mặt đất truyền đi khiến cho tộc nhân ám hạt tộc bên ngoài động phủ sắc mặt tái nhợt đồng loạt nhìn về phía động phủ sau khi triển khai lôi đồ tu vi vương lâm bạo tặng thậm chí ngay cả thần thức cũng điên cuồng mạnh lên hóa thành một cơn lốc cực mạnh trực tiếp nhảy vào trong cơ thể con rối hướng về tầng phòng hộ kêu anh thích dưới sự va chạm này một tiếng ầm vang bỗng nhiên nổi lên tầng phòng hộ ánh sáng trong cơ thể con rối không thể thừa nhận thần thức khổng lồ này lập tức sụp đổ nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ căn bản là không cho người ngoài cơ hội để nhìn rõ bên trong những thứ trong ánh sáng trong nháy mắt này cũng đồng loạt tan nát nhưng ngay trong tích tắc này ánh mắt vương lâm lé lên quát khẽ định một chữ định phát ra liền đình chỉ mọi thứ vận động trong thiên địa đình chỉ hết thảy biến hóa khiến cho toàn thân con rối chấn động hết thảy những gì trong cơ thể nó cũng đều dừng lại chỉ duy có màn ánh sáng kia lặp thoáng chậm lại một chút rồi trong nháy mắt liền khôi phục bình thường ở một tiếng sụp đổ cùng lúc nó sụp đổ thân thể con rối đang bị đình chỉ liền lập tức nổ tung hình thành một lực xung kích đánh sâu vào trong ngọn núi này đụng vào bốn cách tường phát ra tiếng chấn động ầm ầm ngọn núi chấn động một lực lượng lớn bụi đất lóe lên nếu không có cấm chế phương lâm hạ trên ngọn núi thì nó đã sụp đổ trở thành một đống đổ nát thậm chí cả tu chân tinh này cũng kịch liệt chấn động xuất hiện khe nứt tu sĩ ám tộc bốn phía sợ hãi nhìn động phủ hoàn toàn yên lặng, lão già ám hạt tộc cười khổ, hắn từ lực lượng trùng kích này có thể cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hắn biết là con rối của ám hạt tộc hẳn là đã bị hủy rồi, trong động phủ bụi đất tràn ngập, dần dần tiêu tán, Vương Lâm vẫn đứng ở đó, ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt khi định thân thuật của hắn đình chỉ tầng ánh sáng phòng hộ, dù là thời gian ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn nhìn ra chút dấu vết trong đó, hắn thấy được bên trong đó lơ lửng một bình thường, bề ngoài của nguyên thần này giống hệt như con rối, chỉ dựa vào điều đó khiến Vương Lâm có thể khẳng định con rối này chính là tu sĩ cũng trong nháy mắt khi con rối sụp đổ khối tinh thể thay thế huyết nhục trong thân thể nó tan nát nhưng trong não vương lâm lại như có một tia chấp lấy lên hoàn toàn nhớ lại hắn ở trong vùng đất yêu linh ở liên minh tinh vực đã từng gặp một cái đầu lâu của cổ thần trên miệng vết thương cũng lưu lại một chút tinh thể thứ tinh thể này cực kỳ giống với tinh thể thay thế huyết nhục của con rối này thậm chí trong không gian chữ vật của vương lâm hiện giờ vẫn còn một bình nhỏ trong đó có chứa tinh thể lưu lại trên vết thương ở đầu cổ thần kia mơ hồ vương lâm đẩy ra một số ý nghĩ nhưng vẫn còn rất thối rắm chưa kết nối được điền lạc đại đế người này rốt cục là ai vương lâm trầm mặc thân thể tiến về phía trước bước từng bước một đại môn của động phủ ầm ầm mở ra thân thể hắn từ trong đó đi ra kiệt trưởng lão dẫn đường đi tới tu chân tinh của trưởng lão lạc sinh hội sinh sống gần nhất thân thể vương lâm bước vào hư không một cái trong nháy mắt khi lời nói phát ra lão giả của ám hạt tộc vội vàng cung kính vâng dạ thân thể bay lên dẫn đường mà ngay trong lúc này ở bên ngoài điên lạc trong tinh không có một mảng sóng gợn hiện ra từ trong đó đi ra một nam tử trung niên người này chính là kẻ đuổi giết vương lâm từ mặc tử ánh mắt hắn âm trầm lộ ra ánh sáng kỳ dị tu vi cường hãn vờn quanh thân thể nhìn về khoảng tinh không chịu sự điều khiển của trường tôn hội ở phía trước phân lạc đại ti đã tính hắn trốn tại liên lạc này nơi này long xà hỗn tạp cần phải cẩn thận làm việc nhưng may mắn là năm đó ta đã từng sinh sống ở đây cùng với trưởng lão thứ 9, tộc trưởng long giáp tộc có quen biết mượn thân phận lòng giáp tộc cũng không ngại tư mặc tử trầm ngâm thân thể nhoáng một cái lao về phía trước thẳng hướng điên lạc mà tiến tới phải tìm hắn nhanh một chút bất luận sinh tử mà sưu hồn thu lại bí mật dẫn động hương hòa của hắn chủ nhân tu chân tinh nơi có trưởng lão của lạc sinh hội sinh sống cách chúng ra gần nhất là chủ tinh của trưởng lão thứ chín lòng giáp tộc nơi này tu sĩ đông đảo tương đối hỗn loạn lão giả ám hạt tộc vừa dẫn đường vừa thấp giọng nói trên đường phương lâm rất ít khi mở miệng hai người hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi tu chân tinh của ám hạt tộc bay nhanh trong tinh không tâm thần vương lâm vẫn chìm đắm vào cảnh tượng trong con rối như trước mơ hồ suy nghĩ nhưng lại còn cách một tầng sương mù không thể hiểu rõ lòng giáp tộc tuy chỉ là tiểu tộc nhưng tộc nhân cũng có tới mấy ngàn trong đó tộc trưởng long giáp tộc tu vi đã đạt tới thiên nhân tứ suy thi triển thần thông tộc ấn long giáp tộc thì tu sĩ bình thường không thể phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài trong lạc sinh hội trưởng lão long giáp tộc là thanh danh hiển hách ám hạt tộc chúng ta nửa phần bất kinh cũng không dám. Lão giả ám hạt tộc thấp giọng giới thiệu tất cả tin tức mà hắn biết đến liên quan tới long giáp tộc cho Vương Lâm. Vậy viêm hỏa dị tinh kia long giáp tộc có buôn bán hay không? Một hồi lâu, Vương Lâm hỏi, có nhưng hỏa tức tộc sưu tầm vật ấy rất nhiều, ngay khi xuất hiện là họ sẽ không tiếc giá cao thế nào mà mà mua đi, người bên ngoài khó mà đấu lại được với bọn họ. Mà nếu muốn mua vật ấy hay con rối thì đều phải đi tới phường thị của Long giáp tộc lão giả ám hạt tộc vội vàng nói, tu vi hai người cũng không thấp kém, triển khai tốc độ chỉ cần mấy canh giờ là đã vượt qua tinh không, rời xa khỏi tu chân tinh của ám hạt tộc. Lúc này cuối cùng trong tầm mắt của Vương Lâm hiện ra một tu chân tinh màu xanh. Tu chân tinh này màu xanh tràn ngập, tỏa ra sinh cơ nồng đậm, rất nhiều linh lực xung quanh, vượt xa so với ám hạt tộc. Hai người vừa tới gần thì trong tu chân tinh màu xanh bay ra ba đạo kiếm quang như cầu vồng, thẳng tới phía hai người. Trong ba đạo kiếm quang, đi tới trước là một lão giả. Người này mặc thanh sam, mỉm cười từ sau ông quyền nói, trưởng lão đã tính là ám hạt tộc sắp tới đây nên cho ba người chúng tôi ở nơi này chờ đợi xin mời tộc trưởng của ám hạt tộc cùng vào với chúng tôi hai người phía sau lão giả đều ôm quyền nói năng cực kỳ khách khí ám hạt tộc dù sao cũng là một trong ba trăm bảy mươi hai bộ tộc tuy rằng không phải là trưởng lão của lạc sinh hội nhưng tuyệt đối những tộc nhân bình thường không dám coi thường lão giả ám hạt tộc mỉm cười gật đầu ôm quyền đáp lễ xong liền mời phương lâm đi trước hắn đi theo sau dưới sự dẫn đường của ba người long giáp tộc tiến về phía tu chân tinh Ba người Long Giáp tộc thấy hành động của tộc trưởng Ám Hạt tộc như vậy thì đều vô cùng ngạc nhiên, nhất là lão giả đi trước, ánh mắt liền lóe lên, cẩn thận đánh giá vương Lâm vài lần, tuy nói không nhìn ra vấn đề gì nhưng trong lòng cũng đã lưu ý, có thể khiến tộc trưởng Ám Hạt tộc khách khí như vậy, người này tuyệt đối không thể xem thường. Mọi người hóa thành mấy đạo cầu vồng, dần dần tới gần tu chân tinh. Ngay khi sắp sửa đi vào trong tần khí quyển thì tâm thần Vương Lâm khẽ động, tùy ý liếc về phía tinh không phía sau, trong tinh không xuất hiện một mảng sóng gợn, không biết từ khi nào đã đi ra một nam tử trung niên ánh mắt nam tử trung niên này nhìn về phía vương lâm lộ ra một nụ cười âm trầm thần sắc vương lâm bình tĩnh dường như không hề để ý quay đầu theo đám người bước vào trong tầng khí quyển biến mất hoàn toàn gió thổi kịch liệt cao thét bên người tạo nên cuồng phong khắp trời trong lòng vương lâm lúc này rất âm trầm nam tử trung niên kia nhìn về phía hắn khiến hắn cảnh giác cho nên mới quay đầu lại nhìn vừa nhìn một cái liền khiến tâm thần vương lâm âm trầm hẳn bộ dáng của đối phương chính là một trong ba người tu vi bước thứ ba truy đuổi thác xâm khi vương lâm mới bước vào thái cổ tinh thần đã gặp giờ phút này tại điên lạc lại gặp phải đối phương vương lâm lập tức phán đoán ra người này cũng không phải là tộc nhân của vùng đất điên lạc mà đến từ thái cổ tinh thần ngay khi đối phương là tu sĩ bước thứ ba tiến tới nơi này mục đích chẳng cần đoán thì vương lâm cũng đã rõ ràng hắn nhất định là vì giết mình mà mới tới đây chẳng qua hắn hắn không phải là bản thể nếu không thì vừa rồi cũng không thể hiện ra khí thức thiên nhân đại ngũ suy đương nhiên cũng có khả năng hắn ẩn giấu tu vi, mà người này đối với vùng đất tiên lạc này cũng cực kỳ kiên kỵ, nếu không vừa rồi hắn đã ra tay rồi, trường tôn hội truy kích thật nhanh, thiên nhân đệ ngũ suy sao, ánh mắt vương lâm lộ ra chiến ý, cười lạnh lẽo theo mọi người đi xuyên qua tầng cuồng phong, tiến vào trong tu chân tinh, bên ngoài tu chân tinh của lòng gắp tộc, ở giữa tinh không, tư mặc tử thu hồi ánh mắt, nụ cười mỉm cười ở khóe môi vẫn chưa tiêu tán. Hắn không ngờ mình vừa mới tới vùng đất tiên lạc đa lại có thể gặp người muốn bắt hình dáng và khí thức của đối phương sớm đã được phân lạc địa ti tính ra rồi truyền lại cho hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận đối phương đáng tiếc là nơi này động thủ hơi khó khăn nếu là để cho điên lạc đại đế xuất hiện thì không ổn nhưng người này nếu ở trên tu chân này thì hắn khó thoát rồi chỉ cần tìm được lý do thỏa đáng bắt đi là được tư mặc tử mỉm cười ánh mắt lé lên nhìn về phía xa xa đột nhiên từ phía sau có một thân ảnh gào thét lao tới trong tiếng cười dài hóa thành một lão giả tóc bạc tang thương lão giả này mặc lam bào từ trong tu chân tinh của long giáp tộc bay ra tư mặc tử tiền bối nhiều năm không gặp phong thái vẫn như xưa lão giả này tiếng cười hào sảng trong khi di chuyển khiến thiên địa nguyên lực bốn phía chuyển động lộ ra khí tức của thiên nhân tứ suy tôn đạo hữu nói đùa rồi từ biệt mấy trăm năm hôm nay lão phu lại tới quấy giày rồi tư mặc tử cười ha hả ôm quyền nói tiền bối nói đùa rồi làm gì có chuyện quấy giày chứ người và ta quen biết đã lâu năm đó nếu không có tư mặc tử tiền bối chỉ điểm thì lão phu sợ đã chết trong tam suy tư mặc tử tiền bối xin mời tới động phủ của lão phu lão già ôm quyền cười nói hắn thân là trưởng lão thứ chính của lạc sinh hội bình thường không hỏi thế sự vốn ở trong động đạt tạo nhưng khi nhận được thần niệm truyền âm của tư mặc tử thì lập tức tới đây hai người vừa cười vừa nói hướng về tu chân tinh bước đi thân ảnh dần dần biến mất vương lâm và tộc trưởng ám hạt tộc sau khi tiến vào tu chân tinh ba người long giáp tộc dẫn đường liền ôm quyền cung kính cáo lui ba người bọn họ sau khi rời đi lão già ám hạt tộc liền vội vàng mang vương lâm tới một địa thành phía đông của tu chân tinh này chủ nhân nếu muốn mua con rối hoặc viêm hỏa dị tính thì chỉ có thể tới phường thị phía đông này, nơi đó có cửa hàng của Long Giáp tộc. Ta mỗi lần tới đây nếu không có hội đấu giá khổng lồ nào thì cũng đều đi tới nơi này. Lão già ám hát tộc đi trước, thấp giọng nói. Vương Lâm hơi gật đầu nhưng trong lòng dần dần tràn ngập sát khí. Hắn tới đây vốn là định mua một ít con rối cao dai về nghiên cứu. Nếu có thể gặp viêm hỏa dị tinh thì cũng mua một ít. Vật ấy đối với chu tước đệ tứ tư biến của hắn có tác dụng đẩy mạnh. Nếu hấp thụ một lượng lớn thì lại rất nhiều lợi ích mặt khác viêm hỏa dị tinh cũng có liên quan tới việc hắn thu hoạch hỏa tước tộc bổn nguyên nhưng sau khi nhìn thấy tư mặc tử vương lâm lại thay đổi chủ ý đối phương nếu đã đuổi giết tới đây hiển nhiên mình rất khó bỏ chạy mà vương lâm cũng không định bỏ chạy hắn muốn ở nơi này đánh với đối phương một trận người này đuổi giết mình nhưng vì có chút đố kỵ nên vừa rồi mới không ra tay hắn tới nơi này tất nhiên là chuẩn bị kỹ lượng một chút lý do có thể diệt sát mình hắn đã có sự cố kỵ thì mới là tốt nhất tu vi của thiên nhân ngũ suy hiển nhiên là không muốn thể hiện ra lực lượng của bước thứ ba hoặc đây chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Nếu thật sự là phân thân mà dám đuổi giết ta thì ta nhất định khiến hắn diệt vong, lấy chuyện đó mà cảnh báo hắn. Chẳng qua trước khi chiến đấu phải chuẩn bị một chút, dù sao tu vi nguyên nhân mũ suy cũng rất cao cường, tuyệt đối không đơn giản. Ta tuy rằng lôi bổn nguyên đại thành nhưng vẫn phải cẩn thận, thần sắc vương lâm lạnh lẽo, sau khi biết được phương hướng tiếp theo, hắn liền mang theo lão giả ám hạt tộc, tốc độ rột nhiên tăng mạnh, đảo mắt một cái đã tới trên bầu trời thành trì phía đông, hóa thành hai đạo câu vòng bay vụt xuống phía dưới mau mau dẫn đường, buông lão già ra, Vương Lâm trầm giọng nói, lúc này lão già ám hạt tộc thấy trên người Vương Lâm tràn ngập sát khí, tâm thần chấn động, lập tức mang Vương Lâm vào trong thành trì, lao nhanh đi, không bao lâu đã tới trước một lầu các cao vút, lầu các này nhìn rất cổ kính, hai người vừa tiến vào thì lập tức trong lầu các có một người đi ra, người này chính là một nữ tử, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, trông rất quyến rũ, người này vừa mới tiến ra đã có một làn gió thơm thổi tới, u, không phải là tộc trưởng ám hạt tộc, ánh mắt nàng đảo qua người vương lâm một chút trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó phát hiện lão giả ám hạt tộc cười ha hả ôm quyền nói hôm nay lão phu chỉ dẫn đường mang vị đạo hữu này tới đây nữ tử che miệng cười cẩn thận nhìn vương lâm vài lần cúi người nói mời đạo hữu lên lầu nói chuyện nếu có cần vật gì thì xin mời cứ nói thần sắc vương lâm bình tĩnh hơi ôm quyền đi theo nữ tử lên lầu hai lầu hai không lớn chỉ đặt vài chiếc ghế cổ kính đẹp đẽ vương lâm ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia lão giả ám hạt tộc đứng phía sau vương lâm không dám ngồi xuống nữ tử thấy cảnh này trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc cúi đầu nhẹ giọng nói không biết đạo hữu mua thứ gì viêm hòa dị tinh vương lâm chậm rãi mở miệng ánh mắt rời khỏi người nữ tử này rơi vào lối vào lầu hai trong mắt hiện lên một tia sáng lão phu cũng muốn mua viêm hòa dị tinh trong nháy mắt khi vương lâm vừa nói ra từ lối vào lầu hai truyền tới một tiếng nói lạnh như băng ngay sau đó có một người đi lên người này mặc áo bào đỏ rực Tóc bạc phất phơ nhưng trong cơ thể lại dường như ẩn chứa cả một biển lửa, từ bên ngoài đi vào lập tức khiến cho nhiệt độ của lầu các tăng vọt, nhất là hai chân người này đạp lên bậc thang lại để lại vết chân là lửa, ngọn lửa không cháy tới thang lầu, dường như cháy trong không khí, sau đó dần dần tiêu tan. Ở mi tâm người này không ngờ có ấn ký ngọn lửa, ngọn lửa này rất sống động, dường như đang bùng cháy, hắn đi tới lầu 2, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Vương Lâm, vị đạo hữu này, viêm hỏa dị tinh hay là tặng cho lão phu đi, Vương Lâm mỉm cười